Sếp gọi, chắc là có chuyện gì quan trọng. Anh đi ra ngoài nghe điện thoại đã nhá. Em cứ mua những đồ rẻ mà em thích đi, lát anh vào. Đây, em dùng cái thẻ này mua bất cứ những đồ gì mà em muốn. Cảm ơn anh yêu. Alo em nghe. Nhân viên cửa hàng đi đâu hết rồi không biết nữa. Không biết đi ra chào hỏi khách là cái gì à? Trời ơi, toàn size to như bao tải thế này. Size S đâu hết rồi không biết nữa. Ở đây có ai phục vụ tôi được không thế hả? Hay là không cần khách mua? Dạ, em xin lỗi về sự chậm trễ này ạ. Nhưng mà chị có thể cẩn thận hơn về mấy chiếc váy được không ạ? Sao cơ? Dạ, nếu như mà chị không hài lòng với mấy chiếc váy, chị có thể vui lòng treo lên kệ được không ạ? Em đã mất rất là nhiều thời gian để có thể treo váy ạ. Thế đấy không phải là công việc của cô à? Cô quên rằng khách hàng là thượng đế sao? Tôi nói cho cô biết nhé, tiền lương trả cho cô ấy thì cũng là tiền túi của khách hàng đến đây để mua đồ. Cô còn có việc làm là may lắm rồi đấy. Dạ vâng, chị nói rất đúng ạ. Vậy em có thể giúp gì được cho chị không ạ? Tôi cần tìm chiếc váy này size S để mặc đi dự tiệc sắp tới. Chồng tôi là phó chủ tịch của một công ty lớn, anh ấy đang được đề cử cho một giải thưởng. Cô hiểu ý tôi chứ? Dạ vâng ạ, anh nhà chị giỏi quá. Thôi được rồi, cô đi tìm mẫu này size S cho tôi đi. Dạ vâng, chị đợi em một chút ạ. Chị ơi, cửa hàng em hết váy size S mà chị chọn rồi ạ. Rồi ạ, cô đúng là không giúp đỡ được cái gì mà. Thôi được rồi, để nó chọn cái khác. Ôi, làm cái gì mà lâu thế không biết nữa. Này cô ơi, cô làm cái gì nhanh lên nhá, không may rảnh mà chờ cả ngày đâu. Dạ, chị thông cảm ạ. Hôm nay cửa hàng chỉ có một mình em thôi. Em xin lỗi về sự chậm trễ này ạ, mong chị thông cảm. Nhanh lên hộ cái. Cô này, tôi thấy là chuyện cũng có gì đâu mà cô có thể quát lớn lên như thế. Cô hay nhở? Tôi có hỏi cô đâu mà cô trả lời. Với lại, cô đừng có bào chữa cho cái sự chậm chạp của cô ta. Tôi hỏi cô nhá, cô đã bao giờ bán hàng trong một cửa hàng quần áo chưa? Tất nhiên là chưa. Tôi có thẻ tín dụng của chồng mà, tôi cần gì phải đi làm. Dù có vậy thì cô cũng nên đối xử với khách hàng tử tế một chút. Cô sẽ không hiểu là cái công việc của người khác khó khăn đến mức nào đâu. Trừ khi lúc đấy cô phải làm việc đó. Sao cũng được. Dạ, mời chị vào thử đồ ạ. Ôi, chậm chạp quá. Này, cô kêu quản lý của cô ra đây đi. Tôi phải khiếu nại về cái cách phục vụ tệ hại của cô mới được. Dạ. Cô, chuyện này cũng không có gì to tát cả. Cô có thể vào thử đồ cho tôi đấy. Thế còn chấp nhận được. Đúng là vô ý thức. Cô có sao không? Dạ, em không sao ạ, em cũng quen rồi. Dạ, em gửi ạ. Hóa đơn của chị hết 2,6 triệu ạ. Đây. Chị ơi, chị vui lòng cho em mượn chứng minh thư để đối chiếu ạ. Cái gì? Sao lại phải đối chiếu? Đây là thẻ tín dụng của chồng tôi. Tôi làm sao mà cầm được chứng minh thư của anh ấy ở đây được? Dạ, em biết ạ. Nhưng mà với những hóa đơn trên 1 triệu thì cửa hàng em cần có chứng minh thư để đối chiếu ạ. Lố bịch thật. Cô nghĩ tôi dùng thẻ tín dụng fake để mà trả hóa đơn chỉ có 2 triệu đây thôi hả? Số tiền chừng này ý, tôi dùng từ bữa sáng ngày hôm qua thôi đấy. Dạ vâng, em biết là như vậy. Nhưng mà mong chị thông cảm, em cũng chỉ đang cố gắng để hoàn thành công việc của mình thôi ạ. Thế thì cô làm việc quá là tệ hại. Cô gọi quản lý của cô ra đây, tôi muốn gặp quản lý của cô. Dạ, chuyện này em... may quá, anh quay lại rồi. Đấy anh xem, con nhân viên què này này, nó vừa mới tố em là gian lận thẻ tín dụng đấy, anh tin nổi không? Anh bị làm sao đấy? Có chuyện gì à? Không. Mà là chuyện anh vừa nói chuyện với cả sếp. Công ty đang tính tới chuyện cắt giảm nhân sự. Sếp
vừa sa thải anh rồi. Cái gì cơ? Sa thải á? Thế mình phải làm thế nào bây giờ chồng? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh nghĩ bây giờ vợ chồng mình không thể tiêu tiền như này đâu. Từ bây giờ đến lúc anh tìm được việc mới, anh cần em giúp. Em cũng đi tìm việc làm đi. Em á? Tìm việc làm á? Ôi, nhưng mà từ trước đến giờ em đã bao giờ phải đi làm một ngày nào đâu. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc rồi đấy. Cô nàng đào mỏ sụp đổ. Cô ta không thể tin nổi chuyện vừa mới xảy ra. Chồng cô ta giờ thất nghiệp và không có thu nhập. Cô ta bắt buộc phải đi tìm việc để trang trải cho cuộc sống của mình. Cô ta tìm được việc làm là một nhân viên bán lẻ tại một cửa hàng quần áo và phải làm việc nhiều tiếng một ngày. Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn cho tới khi cô ta gặp những khách hàng thô lỗ. Họ bới tung chỗ quần áo mà cô ta đã phải mất rất là nhiều thời gian để gấp lại. Họ mất kiên nhẫn và quát mắng, rồi yêu cầu được gặp quản lý. Họ còn giận dữ với cô chỉ vì cô đang làm cố việc của mình. Giờ thì cô ta đã nhận ra là làm nhân viên bán lẻ là một công việc rất khó khăn. Rồi một ngày, cô ta quyết định đi tìm một người quen cũ. Tôi đoán điều đấy là đúng. Bạn không bao giờ hiểu công việc của một người khó khăn đến mức nào, trừ khi bạn phải làm công việc đấy. Chào cô. Dạ vâng, chào chị. Nếu mà hôm nay chị đến để tìm chiếc váy lần trước thì bây giờ shop em đã có sai rồi đấy ạ. Không, hôm nay tôi đến là để xin lỗi cô vì đợt trước đã đối xử với cô như thế. Bây giờ tôi đã tìm được việc ở một cửa hàng rồi và tôi đã hiểu được là công việc này nó khó khăn như thế nào. Cô có thể tha thứ cho tôi không? Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị. Nếu mà chị đã nói như vậy thì tất nhiên em rất là sẵn lòng để tha thứ cho chị. Thế thì để tôi giúp cô trao đồ ăn kệ nhé. Chúng ta không thể nào biết được những công việc mà người khác đang làm sẽ phải trải qua những khó khăn vất vả như nào để kiếm được ra tiền. Vì vậy, đừng nên coi thường những công việc người khác đang làm nếu như bạn chưa từng trải qua. Tôi là Chu. Hy vọng rằng câu chuyện ở trên sẽ giúp bạn rút ra được kinh nghiệm sống cho bản thân của mình. Nếu như bạn yêu thích những câu chuyện của tôi, hãy nhớ like và subscribe kênh để cùng chờ đón những video mới với những câu chuyện thú vị và ý nghĩa nha. Về một cái là đi tập luôn. Sao trong ví của chồng mình lại có bao cao su nhỉ? Anh ấy để quên điện thoại ở nhà à? Em làm gì đấy? Em thấy anh có điện thoại thì nên em mới... Chắc là công ty anh có việc đột xuất. Tại có một bản hợp đồng anh chưa ký. Thế anh nghe đi, nhỡ đâu cô Thư có việc gấp, việc quan trọng. Không có gì đâu. Bây giờ về nhà rồi, anh không muốn động đến điện thoại, mệt đầu lắm. Mai sẽ giải quyết sau. Em nhớ nấu cơm đi nhá, anh đói lắm rồi. Chưa, em nhớ anh lắm. Em không thể nào quên được giây phút mình ở bên cạnh nhau. Không thể nào. Anh ấy ngoại tình, lừa dối mình á?
Anh này. Dạo này anh có chuyện gì à? Chuyện gì là chuyện gì? Sao em hỏi lạ thế? Thì dạo này em thấy anh hơi khác. Anh cứ hay ngồi một mình, lại còn trầm ngâm suy nghĩ nữa. Tại công ty anh có chút vấn đề thôi. Không sao cả, anh lo được. Mình là vợ chồng với nhau, nếu như có chuyện gì anh cứ chia sẻ với em cho đỡ nặng đầu. Em đừng lo, anh không muốn vợ của anh phải lo lắng, mệt đầu lắm. Yên tâm nhá. Em cũng mong là như vậy. Thôi anh đi trước đây. À anh này, dạo này cô Thư làm việc ở công ty có tốt không anh? Sao tự dưng em lại hỏi anh thế? Cũng không có chuyện gì đâu, tự dưng em nhớ ra cô ấy thì em hỏi thôi. Tại vì em thấy cô ấy cũng xinh xắn, thạo việc, chắc là được lòng anh lắm. Nói chung là cũng thực dụng lắm. Làm việc tốt thì nên là anh giữ lại công ty thôi. Không có gì cả, anh đi nhá. Cô đến đây làm gì? Cô hỏi tôi đến đây làm gì á? Đương nhiên là để đòi lại thân phận của tôi rồi. Cô đừng có nói linh tinh nữa. Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Sao? Chị cứ xem đi đã. Nói cho chị biết, tôi đã có thai với anh Hoàng rồi. Mẹ con tôi sẽ đường hoàng đến đây sống. Tôi không tin. Anh Hoàng là người tử tế, anh ý sẽ không bao giờ phản bội tôi. Cô tưởng rằng cô mang mấy cái giấy siêu âm này đến là tôi sẽ tin cô à? Được, giấy siêu âm có thể làm giả, nhưng cái bức ảnh thân mật này này chắc là không phải ảnh ghép đâu chứ. Cô đến đây làm gì? Sao anh lại phũ phàng với em thế? Còn đâu cái đêm ý mà mình ở bên cạnh nhau ân ái thủ thỉ như thế. Anh Hoàng, anh nói cho em biết đi, tất cả những gì cô ta nói đều là giả đúng không? Giả cái gì mà giả, sự thật sờ sờ trước mắt như vậy rồi còn giả làm sao được nữa. Tôi đã có thai với cả anh Hoàng rồi, mẹ con tôi sẽ đến đây để sống. Còn cô ấy, cô cút ra khỏi đây ngay. Trang, anh xin lỗi em. Cả quãng thời gian chúng mình ở cạnh nhau, chúng ta không có con. Anh nghĩ duyên chúng mình chỉ đến đây thôi. Anh nói cái gì? Chúng ta đã ở bên nhau từ lúc hai bàn tay trắng, bây giờ đến lúc thành công rồi, anh lại nói chia tay dễ dàng như thế à? Anh biết anh là người có lỗi, nhưng đứa con của anh thì không hề có tội. Anh nghĩ anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm. Anh xin lỗi. Thế còn em thì sao? Em đã dành cả tuổi thanh xuân cho anh. Anh đã không những không yêu thương, bây giờ anh còn muốn ruồng bỏ em à? Thôi thôi, cô dẹp ngay cái trò thanh xuân ấy đi. Thanh xuân rảnh rách của cô đáng mấy đồng. Tôi đã có con của anh Hoàng rồi, con đẻ của anh ấy đấy. Con của tôi cũng cần ở bên cạnh bố nó nữa. Anh xin lỗi. Tôi hận anh. Buồn cười hết. Cơm nước gì chưa? Xong rồi thảnh thơi đấy em. Em đang bị nghén, không nấu được. Anh ăn gì đi ăn đi. Em nói thế mới nghe được à? Anh đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Nói thế á? Thì mấy cái này là con anh nó đòi ăn, chứ em đâu có muốn ăn đâu. Mà chẳng phải ngày xưa ấy, anh bảo là em cứ ở nhà, anh nuôi em còn gì. Tôi bảo cô cứ ở nhà, chứ không phải bảo cô ăn sung mặc sướng. Rồi kệ chồng, chồng thích ăn gì thì ăn. Dậy nấu cơm đi. Sao lại cắt lời của tôi? Anh thích ấy, anh đi mà nấu. Dậy nấu cơm đi. Anh dám đánh cho tôi á hả? Sao?
thất vọng lắm à? Tôi nói cho cô biết nhá, cô mà không nghe lời tôi ấy, không những tôi đánh cô đâu, tôi cầm gậy tôi quật cho chết. Cô nghĩ vợ tôi ngày xưa sung sướng lắm à? À, tôi đánh cho lên bờ xuống ruộng mấy lần đấy. Cất bim bim đi, vào nấu cơm. Xa cho cái giờ. Nhanh lên. Alo ạ. Vâng ạ. Anh ơi, anh cho em khất vài tuần được không ạ? Vâng. Công ty em dạo này bị đền hợp đồng hơn chục tỷ cơ ạ. Khó quá anh ạ. Anh ơi, bây giờ là em còn mỗi căn nhà này em cũng phải bán nốt đấy ạ. Em xin anh đấy ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Cầm cái vô vào. Việc của mày à? Ở nhà ấy, chỉ biết ở nhà thôi, nhớ chưa? Đừng quan tâm đến chuyện khác. Nước gì mà có mùi này hả? Không biết cho vào tủ lạnh bảo quản à? Ngu thế nhỉ? Nước cốc ra tránh, hiểu chưa? Anh nói cái gì đấy? Sao? Cãi không? Cãi không? Buông ra chất bây giờ. Ngu thật đấy. Bây giờ cô thấy tôi không còn gì nữa, cô chê tôi đúng không? À, bê tha thì sao? Vô công rồi nghề thì sao? Này, cả cái căn nhà này ấy, vẫn là của tôi và cô vẫn phải nghe lời tôi. Anh tưởng thế à? Còn lâu đi nhá. Ngày xưa ấy, tôi tưởng anh là đại gia thế nào, tôi bám lấy anh. Bây giờ á, hóa ra anh là đại gia sổ. Bây giờ ấy, cô không lợi dụng gì được tôi nữa, thế nên là cô buông những lời cay đắng đúng không? Nên nhớ, chúng ta đã có một đêm mặn nồng rồi đấy. Anh tưởng tôi nói thật với cả anh à? Đêm đấy anh say rượu, anh đã ngủ cả đêm rồi. Tôi và anh chẳng có cái gì với nhau cả. Tất cả chỉ là kế hoạch của tôi thôi. Kế hoạch của cô à? Đúng. Cái thai trong bụng này của tôi cũng là giả nốt. Chúng ta không động gì vào nhau, đương nhiên là không có thai rồi. Tôi cứ tưởng anh là đại gia, kiếm một chút tiền, một chút danh phận. Ai dè. À thôi, tôi phải đi đây. Tôi không thể ở đây chết chung với một cái thằng vô công rồi nghề như anh được. Căn nhà này chắc sắp phải bán rồi nhờ. Cô không được đi. Giờ tôi chỉ còn có mình cô thôi. Không được đi. Anh nghĩ tôi muốn chết chung với anh chắc. Có lâu đi. Một kẻ như anh chết một mình đi. Chuyện này sao lại... Em xem video này, em đã hiểu một phần nào rồi chứ? Anh đang lừa em đúng không? Rõ ràng anh nói anh phải chịu trách nhiệm với con của anh cơ mà. Anh không lừa em. Tất cả những gì anh làm ra đều là một màn kịch. Cô ta đã tiếp cận anh, nhắn tin, rồi chụp ảnh để chia rẽ tình cảm của đôi ta. Anh biết, cô ta là một con người rất gian xảo. Trong chuyến đi công tác đấy, cô ta đã chuốc say anh, sau đó chụp ảnh nhạy cảm của anh.
anh cô ta không có gì cả. Nhưng tại sao anh lại chấp nhận để em rời đi và đón cô ta về? Như anh đã nói, đó chỉ là một vở kịch. Anh phải tỏ ra anh là một kẻ vũ phu và hết tiền thì cô ta mới có thể buông tha cho anh được. Anh có đang nói thật không? Anh đã lén đặt đoạn camera này để thu lại được hình ảnh của cô ta. Anh không có gì với cô ta cả. Anh chỉ còn cách để em đi. Cô ta dọn đến, sau đó cô ta thấy được màn kịch của anh thì cô ta mới buông tay anh. Thế là bây giờ cô ta đã rời đi rồi? Đúng vậy. Cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ thôi. Thế nên khi thấy anh vũ phu và hết tiền, cô ta mới rời bỏ anh dễ dàng. Trang, em hãy tin tưởng anh nhé. Tất cả những gì anh nói đều là thật. Em có thể tin anh được không? Được chứ. Con người của anh, em là người hiểu rõ nhất mà. Anh không thể nào vì một kẻ gian xảo như cô ta mà có thể rời bỏ em được. Trang, cho anh thêm một cơ hội nhé. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ hạnh phúc, được không em? Được. Em sẽ tin anh. Em sẽ quay về. Anh cảm ơn em. Mẹ già cả rồi, chả biết còn sống được bao lâu nữa. Mày cứ để cho mẹ phải buồn ý. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, mai con sẽ về thăm mẹ. Nếu mà con về một mình ý, thì chỉ làm cho mẹ buồn thêm thôi. Mẹ, mẹ cứ làm khó con thế. Có khi mẹ mất rồi cũng chẳng được nhìn mặt con dâu với cháu nữa cũng nên. Sao mà cái số tôi nó lại khổ thế này không biết nữa. Thôi được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Con sẽ về thăm mẹ sớm rồi mang người yêu về, đúng như ý mẹ nhá. Về hai mình chứ gì. Ừ, hai mình thì về luôn nhá. Dạ vâng, thì thôi, con chào mẹ. Con còn non và xanh lắm con ạ. À, biết ngay là mẹ mình lại giở trò với mình. Anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái đi ạ. Tôi cũng ước có người yêu để mua hoa tặng lắm. Dạ, tôi xin lỗi, tôi không biết. Không sao đâu, cô cứ chọn cho tôi một bông đẹp nhất đi, tôi mua. Đây anh ạ, bông này cũng khá là đẹp. Của tôi hết bao nhiêu nhỉ? Của anh hết 10.000 ạ. Cảm ơn anh. Tôi tặng cô này, mong cô mua may bán đắt nhé. Dạ như thế sao được ạ? Dù sao tôi cũng bán cho anh rồi. Không sao đâu, là phụ nữ ấy, thì ai cũng xứng đáng được nhận hoa mà. Cảm ơn anh ạ. Mà cô này, tôi có một yêu cầu nghe có vẻ không bình thường cho lắm ấy. Có gì cô bỏ qua nhé. Cô có thể giả làm bạn gái của tôi để về ra mắt mẹ tôi có được không? Tôi á? Đơn giản lắm, cô chỉ cần về với tôi 3 hôm thôi, rồi tôi sẽ trả công cho cô như cô mong muốn. Nhưng mà tôi không xinh. Hơn nữa tôi... Không sao đâu, bây giờ chỉ cần cô đồng ý thôi thì mọi chuyện tôi đã có cách. Được, vậy tôi sẽ giúp anh. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhé. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Là do tôi đi giày cao gót không quen. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Xin lỗi cô nhá.
tại vì tôi mua ấy dựa trên sự hiểu biết hạn hẹp về phụ nữ cho nên cũng hơi bất tiện cho cô. Anh rất là tinh ý, tôi rất là thích bộ đồ này. Mẹ tôi là một người tinh ý cho nên phải giết thật đặc đó nhá. Mẹ tôi mà phát hiện ra ấy là tôi mang tội bất hiếu đấy. Thôi cố gắng lên nhá, đi thôi. Mẹ ơi, bọn con về rồi đấy ạ. Về rồi đấy à? Ôi, vào nhà đi con, chắc đi đường xa mệt lắm à? Dạ, cháu chào bác ạ. Lần đầu tiên về thăm bác, cháu có một chút quà biếu bác ạ. Ôi dồi, về đây là bác mừng lắm rồi, quà cáp làm cái gì nữa chứ? Dạ, cháu nhìn anh Trung thương bác, cháu cũng xót lắm ạ. Cảm ơn cháu. Cháu mà làm con dâu bác có phải bác được nhờ không? Chứ mấy cái cánh đàn ông này ấy chán lắm cháu ạ. Mẹ. Dạ, anh Trung, anh ấy thương bác, nhưng mà anh ấy lại chỉ để trong lòng thôi ạ. Ở đâu ra mà có đứa con gái khéo như thế này? Thế mà con cứ giấu mẹ mãi. Thì con sợ con đưa cô ấy về mẹ lại quên cả con thì sao? Thôi đi vào nhà đi. Vào nhà đi cháu. Cái gì đấy ạ? Hai đứa làm gì thì cứ làm toài con gà mái nhá. Mẹ già rồi, tai mắt kém, không nghe thấy gì mà cũng không nhìn thấy gì đâu. Mẹ, mẹ nói chuyện này làm cái gì? Con là đàn ông, con phải chủ động lên. Mẹ là mẹ ưng lắm rồi chứ. Đừng có giở trò đi ra ngoài là mẹ là mẹ dậy mà kiểm tra đấy. Mẹ. Thôi thôi thôi, đi vào ngủ đi, con dâu mẹ nó chờ. Ý, bảo nhanh nhanh nhanh. Úi dồi ôi, cầu trời khấn Phật. Ôi lấy ông bà ông vải làm sao cho con nhanh có con dâu có cháu đấy. Này, làm như thế có được không? Có gì mà không được, tôi toàn ngủ một mình mà. Này, anh làm cái gì đấy? Ngủ. Chỗ của anh ở đây mà. Đi xuống kia, anh định làm gì tôi đấy hả? Đi xuống, đi xuống đi. Không, thôi mà. Tôi xin cô đấy. Sợ cái gì? Anh sợ mà à? Dán á. Cả đồng bọn thì sao? Tôi sợ lắm. Xuống đi. Giả nó biết bay đây, sợ lắm. Đi xuống. Ôi mày, không. Đây là số tiền mà cô yêu cầu. Đây rồi. Con hồ lấy tranh này. Mày Lộc. Con hồ lấy tranh này. Mày dám lừa anh Trung à? Hôm nay á, tao phải cho mày biết tay. Mày đâu? Khoan, bỏ ra đi. Em bình tĩnh lại đi được không?
tôi làm gì mà cô lại gọi tôi là hồ ly tinh, lại còn đánh tôi nữa chứ? Trong khi tôi với cô không quen biết nhau. Có phải cô nói với anh Trung là cô không có chồng con gì rồi đúng không? Phải. Làm sao? Đây, anh xem đi. Khi em biết được anh và cô ta làm hợp đồng thuê về để ra mắt mẹ anh ấy, với một điều kiện là cô ta không có chồng con gì. Nhưng mà thực ra ấy, cô ta đã có một đứa con 2 tuổi rồi. Chà, chuyện này là sao? Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh. Nhưng mà tôi đã hoàn thành trách nhiệm của tôi rồi. Số tiền này tôi xứng đáng nhận được. Anh không có quyền lấy lại. Anh thấy chưa? Cô ta chỉ vì tiền của anh thôi. Anh đừng bao giờ nghĩ cái gì giả cũng thành thật được nhá. Đúng. Chúng ta cũng chỉ đến thế thôi. Không hơn, không kém. Anh Trung, chờ em với. Anh để em về ra mắt có phải tốt hơn không? Dạ, nhưng mà dạo này chắc bận lắm, không về quê suốt ngày với mẹ được đâu. Anh ơi, anh Hoàng. Dạ vâng. Mà thôi, con đang có việc bận mẹ nhá. Có gì con gọi lại cho. Vâng, em cảm ơn ạ. Này, cô nhìn thấy cô bé bán hoa bên kia không? Dạ, sao hả chị? Đấy, trông xinh xắn đến như thế nhưng mà số khổ lắm. Nó đã không cha không mẹ thì chớ, tự nhiên lại nuôi thêm một cái đứa bé bị nhặt rơi, bỏ rơi ở thùng rác. Mà cái đứa đấy nó lại sinh non, bệnh tật đầy người. Con bé cứ đi làm từ sáng đến tối, cực khổ kinh khủng để nuôi con bé đấy. Khổ thật đấy. Đúng là hồng nhan bạc phận. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chắc. Chắc. Sao em không nói ra cho anh biết? Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Chắc. Anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh không hiểu chuyện của em mà lại đánh giá về em như vậy. Anh có biết chuyện thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Chúng ta là không thể. Anh không biết đâu. Mẹ anh giục cưới em rồi đấy. Đó chỉ là một vở kịch thôi. Anh thì không nghĩ vậy. Tuy rằng thời gian chúng ta ở bên nhau là ngắn, nhưng mà anh muốn ấy, chúng ta có thêm nhiều cơ hội để có thể hiểu nhau hơn. Thế còn cô gái kia thì sao? Cô ta chỉ đến với anh vì tiền. Anh cho cô ta loại từ vòng gửi xe rồi. Đây không muốn phải ăn thêm một cái tát nữa đâu. Anh sẽ là người bảo vệ em, sẽ không để ai bắt nạt em được đâu. Hay là chúng ta sẽ ký một hợp đồng thời hạn là mãi mãi đi. Em chỉ cần làm tốt vai trò làm con dâu của mẹ anh, còn anh sẽ trả công em bằng cách anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em. Anh bảo vệ em hay là em bảo vệ anh khỏi những con gián đấy hả? Kìa, em nói bé bé mồm thôi, không người ta nghe thấy lại nghĩ một giám đốc như anh lại đi sợ con gián. Nếu như mà anh còn dám vi phạm hợp đồng thì em sẽ nuôi gián để trả thù đấy. Thế là em đã đồng ý rồi đấy nhá. Thế chứ Lý. Của em xong rồi. Anh cảm ơn ạ. Ấy. Kéo. Vào đây. Anh ơi, em mang cơm đến cho anh. Em chào chị ạ. Chào cô. Em xin phép giám đốc. Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, đến đây làm cái gì? Công ty cơm nước thiếu à?
Thì dạ dày của anh không tốt, em sợ anh ăn ở bên ngoài không đảm bảo sức khỏe. Thôi tôi xin cô, tôi lớn rồi có phải là trẻ con đâu, mà cô chăm tôi như là chăm con đấy. Ở đây thì biết bao nhiêu là nhân viên nhìn vào, cô chỉ làm xấu của tôi thôi. Sao anh lại nói như thế? Tôi nói gì sai à hả? Cô nhìn lại bản thân của cô đi, xem có ra dáng vợ của giám đốc không. Đến con Oxin nó còn đẹp hơn cô đấy. Đi về đi. Có cơ hội làm ăn rồi, chỉ cần chớp lấy cơ hội, cùng cố gắng thì chúng ta sẽ đổi đời. Bây giờ anh đi ra ngoài ngân hàng vay tiền đã nhá. Em tin là anh sẽ thành công. Bây giờ anh chỉ cần lo cho sự nghiệp thôi, còn việc nhà thì cứ để cho em lo. Bây giờ anh đi ra ngân hàng luôn đấy nhá. Dạ vâng ạ, anh đợi một chút ạ. Dậy uống chút sữa đi cho mau khỏi bệnh. Không uống đâu, đau người lắm. Em pha rồi, anh cố gắng uống một chút sữa thôi, thế mới mau khỏi được. Em tự dậy nào. Em sữa vào đây. Anh uống đi. Để em xoa bóp cho đỡ mỏi nhá. Ý, khiếp quá đấy. Anh có đau nhức ở đâu không? Để em xem nào. Anh hạ sốt rồi này. Đêm qua anh sốt cả đêm, em lo quá. Tôi đã ốm rồi, bây giờ cô làm tôi ốm hơn đấy. Dạ. Cô xem đi, tóc thì cứng như dễ tre, rối như tổ quạ ấy. Mùi đã hôi mà tại sao cô cứ thích kề sát vào mặt tôi làm như nào nhỉ? Em cũng chả hiểu sao dạo này càng ngày tóc em càng sơ, không được suôn mượt như ngày trước.
Thôi, để em đi nấu cho anh bát cháo nhá. Anh chờ em một chút. Hả? Cầm ra. Anh đây. Ui, ui, anh nhớ em quá. Chiều anh đi gặp em nhá. Ừ rồi, nhá, yêu em. Ừ. Ở đây. Tôi không được quyền gào thét à? Nhìn thấy chồng mình ngoại tình mà tôi không được quyền gào thét à? Anh là đồ khốn nạn. Cô không đủ tư cách. Một người đàn ông thành đạt như tôi ấy, xứng đáng có một người vợ xinh đẹp, chứ không phải cái thứ quen một cùng như cô. Hóa ra bao nhiêu năm nay tôi đã yêu sai người. Tôi đã dành thanh xuân của mình cho một thằng khốn nạn như anh. Nếu bây giờ cô biết rồi thì tôi nói luôn, tôi sẽ cưới Thu về làm vợ. Còn chúng ta ấy, ly hôn đi. Ly hôn á? Được, thế thì ly hôn. Đằng nào cũng còn tình nghĩa gì với nhau nữa đâu. Cô có sao không? Trang, tại sao em lại ra nông nỗi này? Anh nhớ ngày đấy em đã gạt bỏ tình cảm của anh để theo Trung. Bây giờ Trung đâu rồi? Tại sao để em thế này? Có phải Trung đã đối xử không tốt với em đúng không? Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhá. Nhà? Bây giờ làm gì có cái gọi là nhà nữa. Thôi được rồi, em bình tĩnh đi. Để anh đưa em về. Trang, anh về rồi, anh có quà tặng em này. Cảm ơn anh. Anh ngồi xuống đi. Hôm nay cơm ngon đấy. Đây là bữa ăn cuối cùng mà em nấu cho anh, coi như để cảm ơn anh suốt khoảng thời gian qua đã giúp đỡ em. Bữa cơm cuối cùng là sao? Có lẽ em phải rời đi thôi. Em sợ em ở đây lâu em sẽ quen mất. Quen thì sao? Nói chung em không thể ở đây làm phiền anh mãi được. Em phải để cho anh đi tìm hạnh phúc của anh chứ. Trang, em không hiểu hay em cố tình không hiểu đấy?
7 năm trước anh yêu em. Bây giờ vẫn thế, anh không thể yêu ai khác được. Sao anh ngốc thế? Em không xứng đáng với anh. Anh có thể tìm được những cô gái tốt hơn em cơ mà. Anh chỉ cần có em thôi. Với anh, em là quan trọng nhất. Trang, đừng rời xa anh nhé. Anh sẽ không buông em ra một lần nào nữa đâu. Trang này, anh có cái này tặng em. Anh thấy ngày xưa tóc em đẹp lắm, bây giờ bị sơ sát đi nhiều. Anh nghĩ cái này sẽ cần thiết cho em đấy. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 cộng. Đây là dầu gội dược liệu Thái Dương 7 cộng, là nhãn hiệu dầu gội dược liệu mới của Sa Thái Dương. Dòng dầu gội này đột phá với công thức siêu mềm mượt, chuẩn như hấp siêu mượt tại salon mà không cần dùng dầu xả. Đặc biệt là không làm phai màu tóc nhuộm. Dầu gội này rất phù hợp với những người thích tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian để chăm sóc gia đình như em. Nên anh phải mua tặng em đấy. Siêu mềm mượt hơn cả dùng dầu xả, mà lại không làm phai màu tóc nhuộm, giữ hương thơm được lâu. Đây đúng là dầu gội mà em đang cần rồi. Cảm ơn anh nhé. Sao lại để nhà cửa bừa bộn như này? Oxy nó về quê mấy hôm rồi. Em còn bận đi làm tóc, làm móng, thời gian đâu mà dọn dẹp. Tại sao em chỉ biết chăm lo cho mỗi bản thân của em là như nào nhỉ? Anh cáu cái gì? Không phải ngày xưa anh lấy em vì em đẹp à? Anh bỏ cô ta cũng vì cô ta không biết chăm sóc bản thân mình còn gì nữa. Chả hiểu sao cáu mình ý. Đẹp thì đẹp, nhưng em cũng phải biết chăm sóc gia đình với cả cân nhắc cho chồng mình chứ. Anh bị làm sao nhỉ? Oxy nó về quê rồi lấy ai mà dọn? Móng tay em vừa mới làm tốn bao nhiêu tiền đấy? Động vào cái hỏng hết à? Anh nói ra ngoài mà ăn tạm đi. Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, đến đây làm cái gì? Công ty cơm nước thiếu à? Dạ dày của anh không tốt, em sợ anh ăn ở bên ngoài không đảm bảo sức khỏe. Anh ơi, anh anh dậy uống chút sữa đi cho mau khỏi bệnh. Không uống đâu, đau người lắm. Em pha rồi, anh cố gắng uống một chút sữa thôi, thế mới mau khỏi được. Em sữa vào đây để em xoa bóp cho đỡ mỏi nhá. Bây giờ anh đưa em đi mua sắm nhé. Cuối tuần anh đưa em đi Đà Lạt. Nhưng mà anh còn bận nhiều việc. Đối với anh thì không việc gì quan trọng bằng việc ở bên em. Được cùng em nặn ra một tiểu công chúa cho gia đình mình. Anh này. Tin anh đi, việc gì anh cũng có thể làm được. Đến ngay cả việc phục hồi mái tóc hư tuồn này của em, anh còn làm được cơ mà.
Nhìn tóc em đi. Bây giờ có kém một cô người mẫu tóc nào đâu. Đi thôi. Alo, chị đây. Chị ơi, hôm nay em bị sốt. Em xin phép nghỉ làm ngày hôm nay được không ạ? Ừ, thế em cứ nghỉ đi. Khi nào khỏe thì đi làm. Không sao thật chứ chị. Tại hôm nay cũng có hai bạn phục vụ xin nghỉ ạ. Không sao, chị xoay sở được mà. Thế nhá, em nghỉ ngơi đi. Chờ tớ lâu chưa? Tớ á? À thì tớ cũng loanh quanh đây mua vài cái túi rồi vào đây luôn thôi. Kinh! Độ này sang chảnh gớm nhỉ? Cái bộ váy này chắc cũng độ khoảng vài củ đấy. À, ngày nào cũng thế mà. Chồng tớ cứ đưa tiền cho tớ, bắt đi tiêu bằng hết mới về ấy. Thế á? Chồng cộng chiều cậu thật đấy. Còn chồng tớ ấy thì cả tháng cho mua sắm có một lần thôi. Thế á? Ôi, cậu mua xe riêng rồi à? Ôi dào, tớ cũng chẳng thích lắm đâu. Nhưng mà chồng tớ cứ bắt mua ấy. Bảo là bao giờ có điều kiện thì mua cho nhiều cái. Mỗi cái váy một cái xe cho nó tông xi tông. Cậu thích thật đấy, chồng chiều thế. Xe này xịn lắm đấy này. Ờ, dạ, nước của hai chị đây ạ. Ơ, Trang. Ơ, là hai cậu à? Lâu lắm rồi không gặp. Cậu làm việc ở đây à? Ừ, tớ làm việc ở đây. Dạo này trông hai cậu khác quá. Trẻ trung, xinh đẹp và cũng sành điệu hơn nữa. Trông cậu thì vẫn thế nhở. Ngồi xuống đây. À, ngồi xuống đây nói chuyện đi. Để tớ. Mà chả nói thế. À, cũng chẳng có chuyện gì cả. Chả là cuối tuần này vợ chồng tôi định tổ chức ăn mừng anh sang lên chức giám đốc. Hả? Bà là phu nhân giám đốc á? Ừ. Chả lẽ... Ơ, thế bà không biết à? Anh sang ấy sắp lên chức giám đốc rồi. Anh Hoàng nhà bà không có nói với bà. Anh Hoàng chán thế nhở? Anh Hoàng với cả anh Sang cùng một xuất phát điểm và cuối cùng anh Sang đã lên chức giám đốc rồi đấy. Cũng chẳng có gì, chả là chủ tịch mới là người công bằng, thấy anh Sang nhà tôi có năng lực nên là mới cất nhắc lên. À, thiệp mời thì tôi cũng gửi qua cho bà rồi đấy, vợ chồng bà nhớ phải đến đấy nhá. Tôi đến mà. Mà chồng bà có lẽ về sau ấy phải nhờ vả anh Sang nhà tôi nhiều. À ừ, thì bà bảo khéo với chồng bà giúp đỡ chồng tôi với nhá. Ừ. À, tôi có chút chuyện muốn nhờ bà đấy. Bao nhiêu năm rồi bà vẫn ghét cái Trang thế à? Chứ sao, ai bảo ngày xưa nó không giỏi. Thật may bây giờ ông trời có mắt rồi, tôi lại có cơ hội để đi nó. Bà nhớ phải giúp tôi đấy nhá. Biết rồi. Chuyện đấy thì dễ mà. Chồng bà đến đón kìa. Ừ. Anh đã xong việc chưa? Chúng ta đi thôi em.
Em chào anh ạ. À, Phương đây à? Dạ. Em có về luôn không? À, tiện đường anh đưa về luôn. À, em có lịch hẹn với bạn rồi, lát em về sau. Thế thì hôm tới nhớ đến chung vui với vợ chồng anh nhá. Dạ, vợ chồng em nhất định sẽ đến ạ. Em chào anh, cậu về nhá. Ừ, nhớ đến đấy nhá. Đi thôi. Alo, Phương à? Ừ, tớ đây. Trưa nay cậu có tới dự mừng chồng Thư lên chức giám đốc không? Tớ cũng có nghe thì Thư nói gì đâu. À, thực ra Thư cũng không mời ai cả. Mà bọn mình tới chúc mừng ấy mà. Ai thân thì người đấy tới. Ừ, vậy thì gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho tớ nhá. Ok. Ừ, bye bye. Alo, chồng à? Anh xuống máy bay rồi đấy à? Em đang trên xe ra sân bay đón anh, chắc khoảng 5 phút nữa là tới nơi. Chồng đợi em một chút nhá. Rồi em đưa chồng đi dự tiệc của bạn em cùng với em luôn. Vâng. Anh ơi, anh đi nhanh đến giúp em với. Alo, cậu đến chưa? Sếp ơi, xe đang sửa. Chắc khoảng tầm 30 đến 45 phút nữa mới xong sếp ạ. Cái gì? 30-45 phút nữa. Ôi, anh ơi, thế thì có muộn không? Cậu không có cách nào khác à? Vợ tôi đang vội mà. Vậy hay là sếp đặt xe có ứng dụng Hay giúp em được không ạ? Ứng dụng gọi xe Hay á? À, vâng sếp, em thấy gọi xe có ứng dụng Hay là sự lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu di chuyển sân bay và đường dài. Anh tải app về dùng tạm giúp em nhé. Thôi được rồi. Ứng dụng đặt xe Hay hả anh? Ứng dụng này em biết đấy. Hôm trước em được bạn giới thiệu. Ứng dụng này cũng khá là tiện và giá cước lại còn tốt nữa. Mấy bạn nhân viên ở trong quán cà phê của mình cũng hay sử dụng ứng dụng này để đặt xe, ghép xe để về quê. Như vậy sẽ tiết kiệm chi phí. Đây này. Đây là ứng dụng đặt xe Hay. Trong này thì có các tính năng như là bao xe, đi ghép, sân bay, đi ngay và giao hàng. Như vậy rất là tiện dụng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi người dùng đấy. Cũng hay phết nhỉ. Thế thì từ giờ ấy, mỗi lần anh đi công tác ra sân bay, anh sẽ gọi xe qua ứng dụng cho tiện. Để anh thử đặt xe. Alo, tôi đây. À, tôi đang đứng chờ đường ấy, trước khu sân bay anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Mấy chị lên xe. Lên đi. Bên trong đi, để ở đây em chờ khách cho. Nhỡ bên đằng trong người ta đợi thì sao? Ừ. Thế thì anh vào trong trước nhá. Ừ. Alo. Ừ. Đây là nhà hàng cao cấp. Thư. Anh sao? Chúc mừng hai vợ chồng cậu nhá. Ừ. Ôi, mua quà gì mà đắt tiền thế. Ngại chết đi được ấy. Có tí này quà, sao mà so với tình cảm của hai đứa mình được. Cậu nhận cho mình vui nhá. Được, cảm ơn Phương nhá. À, mà cậu nhớ bảo với anh Sang để ý chồng tớ với nhá. Biết rồi. Kìa, cái Trang đến kìa. Gửi anh tiền. Cảm ơn anh nhá. Em đi vào trước đi, anh ra nghe điện thoại một chút nhá. Thư, Phương,
xin lỗi, tớ đến hơi muộn. Tớ đến để chúc mừng hai vợ chồng cậu, có món quà tặng hai người. Hy vọng là hai người sẽ thích. Ai bảo cậu tới đây? Tớ... Trang ơi, tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Tôi và cậu ấy không có cùng đẳng cấp đâu. Và cái nhà hàng cao cấp này này, không phải ai cũng là người được tôi mời đến đây để chúc mừng. Cậu nói như vậy là sao? Tôi nói cậu đến là cậu đến à? Cậu không biết vị trí của mình ở đâu hả Trang? Cậu... Dăm ba cái thứ đồ rẻ tiền này mà cậu cũng định đem đến chúc mừng tôi đấy à? Cậu còn chưa xem bên trong món quà là gì mà. Có những thứ tôi không cần phải xem mà tôi cũng biết giá trị của nó nằm ở đâu rồi. Những thứ đó ấy, xứng đáng tôi vứt vào sọt rác. Và cậu cũng vậy. Cậu làm cái gì đấy hả? Đúng rồi đấy Tâm ơi, cái Trang ngồi dưới bàn mình đấy, đi học lúc nào cũng mượn sách mượn bút, bây giờ vẫn trơ trẽn như thế, khách không mời mà đến. Quảng cáo mạnh lên. Này, ngồi đi. Này. Này xem này. Em làm sao không? Em không sao. Các cô làm cái trò gì đấy à? Hả? À, hóa ra đây là chồng của cô đấy à? Vợ tôi coi trọng tình bạn với các cô như thế mà các cô lại đối xử với vợ tôi như này à? Đó là do cô ta thôi. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Chứ còn tôi thì chưa bao giờ coi cô ta là bạn hết. Cô... Một ngày là bạn thì có thể sẽ mãi là bạn. Tôi đã coi các cậu là bạn, vậy mà các cậu lại đối xử với tôi như thế à? Thôi, chuyện ngày xưa là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ ấy, chồng cái Thư đã là giám đốc của một tập đoàn lớn. Còn chồng tôi ấy, cũng sắp trở thành phó giám đốc của công ty rồi đấy. Còn cô thì sao? Chỉ là một nhân viên phục vụ bàn mà thôi. Này, tôi đố cậu biết ý, anh ta là ai? À, thì nồi nào úp vung đấy, chắc là nhân viên quét dọn cũng nên. Thế hóa ra các cậu thấy tôi là phục vụ ở quán cà phê nên các cậu mới đối xử với tôi như vậy à? Chẳng thế à? Chúng ta không cùng đẳng cấp đâu. Nên là từ giờ đừng tỏ ra thân thiết nữa. Vả lại, cậu đừng có bao giờ nghĩ là nhờ vả được chút gì từ tôi. Đã nghèo ấy thì cứ đi xe máy cùi cũng được, có ai nói gì đâu. Đằng này còn thuê đồ hàng hiệu để mặc, rồi đặt xe qua ứng dụng cho nó sang chảnh nữa. Chắc tốn cả tháng lương ấy nhở. Sang chảnh quá. Là phục vụ thì đã sao, đấy cũng là một công việc. Đi xe đặt qua ứng dụng thì đã làm sao, miễn là chất lượng và dịch vụ tốt là được. Các cô đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét nhá. Chúng tôi thích thế đây. Bây giờ có một số người thấy người khác giàu có, tài giỏi, lại như con chó ấy, đến tỏ vẻ ra thân thiết cơ. Thôi, các người cứ về đi. Lát nữa nếu có đồ ăn thừa ấy, tôi sẽ gọi ship ship đến cho các người. Rốt cuộc chồng của các cô là ai mà các cô lại huênh hoang như thế? Xin giới thiệu với hai vợ chồng. Chồng của Thư đây ngày hôm qua đã được bổ nhiệm làm giám đốc của Ham Group. Còn chồng của Phương đây đang là trưởng phòng kinh doanh, cấp dưới của chồng tôi. Sắp tới đây chắc cũng sắp sửa thành phó giám đốc rồi nhỉ? Thì ra là thế à? Chỉ có như vậy mà các người lại coi thường bạn học cũ của mình như thế á? Em ơi, ở xong rồi. À, chủ tịch. Chủ tịch á? Đây là anh Trung, chủ tịch mới về nhậm chức ở công ty anh với cả chồng em đấy. Nhờ có anh Trung đây thì anh mới được cân nhắc vào vị trí này đấy. Dạ, ngại quá. Em cũng không định phô trương đâu. Thế nhưng mà vợ em đây lại chỉ bảo là mời mỗi người thân với cả bạn bè để chung vui thôi. Mà em lại không biết anh tới, thế nên là không đón tiếp. Thật ngại quá. Đây là chị nhà á? Thôi, em mời anh chị vào trong nhà hàng ạ. Đi, chị, em mời chị. Trang, mình xin lỗi nhá. Chẳng qua lúc nãy mình cả Phương ấy chỉ đùa cậu thôi. Đùa một xíu thôi mà.
Trang tha lỗi cho bọn tớ nhá. Cả anh Trung nữa. Anh Trung đừng giận bọn em nhá. Đúng rồi đấy, tớ mà biết cậu là vợ của chủ tịch ý, tớ ra tận nơi đón cậu cơ. Các cậu nói đủ chưa? Sao? Cô sẽ đi à? Trời ơi, anh mang ơn chủ tịch như thế mà em lại có thái độ như thế với cả vợ của chủ tịch à? Dạ chủ tịch ơi, tất cả là tại em. Tại em chiều vợ em quá, thế nên vợ em mới có những cái thái độ thất lễ với cả anh với cả chị nhà. Dạ mong anh chị bỏ qua cho vợ chồng em ạ. Nếu các người đụng tới tôi ấy thì tôi còn nhảy tình xem xét để bỏ qua. Nhưng vợ của cậu đã lợi dụng vị trí đó để xúc phạm vợ tôi thì tôi không bao giờ có thể bỏ qua được. Để thôi em, ở nơi này không xứng đáng để em phải buồn đâu. Đi em. Sếp. Thiện Trang. Tôi nghĩ sau chuyện này các cậu đã nhận được một bài học đắt giá rồi đấy. Đừng bao giờ coi thường người khác khi nhìn vẻ bề ngoài của họ. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Mình về thôi. Để anh đặt xe qua ứng dụng hay nhá. Em giết anh rồi. Cả cô nữa. Cô cũng giết chồng cô rồi đấy, cô biết không? Nào ngồi lên đây. Ý ngoan nào. Này uống nước đi. Uống đi xong có gì kể tao nghe. Uống không vào. Làm sao? Lão ấy chê tao luộm thuộm. Người thì toàn mùi bỉm sữa. Không muốn gần gũi. Xong đi ra ngoài ngủ với con khác. Làm sao mày biết được? Cái gì? Khốn nạn chứ. Nó dám nhắn tin cho mày thế này á? Thế đấy là nó cố tình khiêu khích mày rồi. Này, hay là tao với mày thuê thêm mấy đứa nữa đi đánh ghen đi. Chứ tao không thể để mất chồng như thế được. Mày mà muốn giữ chồng thì làm như thế không hay. Với lại mày hiểu gì về nó chưa? Chưa. Tao có biết mặt ngang mũi dọc nó như nào đâu. Cái con dở này, muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Muốn trị bệnh phải bắt đúng bệnh. Trước tiên tao với mày phải hiểu rõ về nó đã chứ. Đợi tao một tí. Alo. Tôi Thu đây. Tôi muốn nhờ anh một việc. Anh tìm hiểu rõ về con bé này cho tôi. Chưa bao giờ gặp nó cả. Thế nhá. Chị là vợ của anh Hoàng à? Là cô gửi mấy cái tin nhắn đấy cho tôi à? Đúng vậy. Tôi thấy chị thật là ngốc nghếch đấy. Khi mà chồng ngoại tình mà cũng không hề hay biết cô. Lương tâm tôi cắn rứt. Coi như đây là ân huệ của tôi đối với chị đi. Chị về mà chia tay anh ấy. Cô nói cái gì? Cô nghĩ cô là ai? Tôi á? Tôi là nàng thơ. Là chân ái của cuộc đời anh ấy. Chúng tôi thuộc về nhau và chúng tôi yêu nhau. Sao cô cứ cố giữ anh ấy làm gì khi mà trái tim của anh ấy không thuộc về cô? Cô dám? Sao? Cô định làm gì tôi? Loại đàn bà bỉ ổi như cô đã cướp chồng người khác mà lại còn dám vênh váo à? Thương trường là chiến trường mà tình trường là lên giường. Ai đỉnh cao hơn thì người đó thắng. Cô nghĩ vài ba tháng bước chân vào công ty mồi chài chồng người ta thì sẽ so sánh bằng 7 năm vợ chồng người ta yêu thương nhau à? Đối với đàn ông ấy, họ chỉ chơi bời qua đường thôi. Kiểu gì họ cũng sẽ quay về với vợ con. Cô nghĩ thế á? Còn tôi thì tôi cam đoan với cô rằng ấy,
anh Hoàng sẽ không bao giờ bỏ tôi mà về với một người phụ nữ hôi hám, bẩn thỉu và cục cằn như cô ta đâu. Có trách ấy thì tự trách bản thân cô ta thôi. Cô tự tin quá nhở. Cô có nghĩ đến kết cục của mình sau này sẽ như thế nào không? Nói chung là tôi đách so. Alo, em đây ạ. Anh nhớ em á. Em đi đâu từ sáng đến giờ đây? Làm anh ngóng mãi. Hôm nay em thấy trong người hơi mệt. Em uống à? Em mua cháo cho em nhá. Vâng. Anh tới đi nhá. Em chờ anh. Ừ, tiện anh đem quà con luôn. Anh nghĩ là em sẽ thích nó đây. Chỉ có anh là hiểu em thôi. Vậy em chờ anh nhá. Tí chúng mình gặp nhau. Tôi thấy lấy được những thứ mà không thuộc về mình ấy thì đó mới là người chiến thắng. Con quỷ ấy. Mày cản tao làm gì? Xong để im tao đập cho nó một trận. Mày phải làm dùng beng anh như thế chỉ khiến vợ chồng mày tan nát thôi. Thế bây giờ tao phải làm thế nào? Mày yên tâm, tao nghĩ ra cách khiến cho con quỷ ấy tưởng đến già rồi. Chồng mày cũng sẽ ngoan ngoãn quay về với mày. Em đang làm gì đấy? Em vừa tới công ty, anh đâu rồi? Anh đang bận, chiều tối mới về. Anh mua cho em một chai dầu gội đầu hàng hot ở bên Mỹ, anh để ở tủ bàn phòng anh ấy. Sao anh hiểu em thế? Đúng lúc em vừa hết dầu gội. Người yêu của em à, anh mua cho em mùi hương mà anh rất thích đấy. Em nhớ gội luôn đi nhá, tối hôm qua. Mình ăn thôi. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Trước đây lúc vợ chồng mình đang yêu nhau, anh hay đưa em đi ăn những món này. Lúc đấy tuy vợ chồng mình còn nghèo nhưng mà luôn nghĩ về tương lai. Em biết 7 năm qua quen anh, yêu anh và cưới anh chưa bao giờ là sai cả. Trang, anh... Alo, bưu phẩm á? Ừ, tôi xuống ngay đây. Anh xuống nhận bưu phẩm á nhá. Dạ. Ăn đi. Tôi cảm ơn. Khốn nạn. Anh Hoàng, tại sao anh lại chặn điện thoại của em, không cho em vào công ty? Cô không biết thật à? Rốt cuộc là cô ta đã làm gì mà khiến anh sợ cô ta như thế? Tôi tưởng cô hiền lành nên đã siêu lòng phản bội vợ con. Không ngờ cô cũng là loại cáo già, cặp hết thằng này thằng khác để kiếm tiền à? Em... bẩn thỉu. Tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa. Anh nghĩ là tôi sẽ để yên cho anh như thế này sao? Thì sao? Em vào công ty đi, không cần phải bận tâm đến cô ta đâu. Anh cứ vào trước đi, em có chút chuyện muốn nói với cô ta. Bình thường cô tự tin là mình luôn quyến rũ, vậy mà hôm nay tôi thấy thần sắc của cô có vẻ hơi kém. Tôi... Cô dùng dầu gội đầu chưa? Hiệu quả chứ? Cô... Là cô đã giở trò gì? Đấy là dầu gội đầu có trộn với thuốc tẩy lông cực mạnh.
đồ khốn nạn. Loại dầu này chuyên trị những loại mặt dày phá hoại gia đình người khác. Tôi để ở chỗ của anh Hoàng, ai bảo cô thích dùng đồ của người khác. Là tôi đã coi thường cô quá rồi. À còn nữa, những bà vợ của những người ở trong ảnh này chắc đang đi tìm cô để tính sổ đấy. Trang này, anh không biết phải nói như thế nào. Em rất là tuyệt vời. Muốn giữ yên ấm hạnh phúc gia đình ý, thì phụ nữ phải là nước, không được là lửa. Phải mềm mại, khéo léo xử lý trong mọi tình huống. Không được cứng, cứng phát là gãy luôn. Mày phải khéo léo chèo lái hôn nhân gia đình của mày chứ lệ. Nhưng mà tao... Không, tao tiếc gì cả. Không chỉ thay đổi về tính khí, mà còn phải thay đổi về ngoại hình. Mày phải làm sao cho mày ngon lên, sexy quyến rũ lên. Tao có mua cho mày cái này này. Đây, đây là nước hoa vùng kín thảo mộc 37, có 3 mùi. Dream Love này, ngọt ngào quyến rũ. Secret Garden, gợi cảm lôi cuốn. Mimosa Love, tỉ tê hoang dại. Sẽ giúp bảo vệ cô bé của mày không bị viêm nhiễm này, không bị khô rát lúc sinh hoạt vợ chồng. Bởi vì nó còn giúp tăng tiết dịch âm đạo nữa. Xe khít, làm hồng cô bé, hút hết mùi hôi của cô bé. Giữ mùi thơm cơ thể của mày lên đến 48 giờ. Chưa một loại nước hoa nào làm được điều này đâu. Cái này thơm nhở, hãng này tốt thật đấy. Mày chỉ cần mua 2 lọ này thôi, sẽ được tặng một lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ, cũng của thảo mộc 37 luôn. Lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ đấy giúp khử thâm bẹn, thâm đách của mày luôn được đấy. Ờ, tốt thế này thì dùng mới được. Cảm ơn mày nhá. Cảm ơn cái gì? Mày cứ giữ lửa hạnh phúc gia đình của mày đi, còn con đấy để tao lo. Tao sẽ làm cho nó bỏ ngay cái tư tưởng không bao giờ dám đi phá hoại hạnh phúc của người khác nữa. Anh có chuyện này muốn nói thật với em. Em biết cả rồi. Em biết rồi. Dù sao chuyện cũng qua rồi. Chỉ cần sau này anh một lòng một dạ với mẹ con em là được. Cơm đi nhá. Con ăn đi. Con không ăn. Phải ăn chứ con. Từ sáng đến giờ con mới ăn có cái bánh với cái hộp sữa thôi. Làm sao mà no được. Đây này, con nhìn xem mẹ làm bao nhiêu công thế này. Có đẹp không? Không. Thôi bây giờ Kem ngoan nhá. Kem thương mẹ hì hục làm cái bữa cơm này từ sáng đến giờ. Kem ăn nhá. Nào, há miệng ra nào. Thôi, Kem ngoan nhá. Bây giờ Kem ăn đi. Nào, ngoan nào. Rồi, giỏi quá. Sao lại ngậm thế con? Nhai đi, Kem nhai đi. Đừng ngậm nữa, nào, ngoan nào, nhai đi, nhai đi. Nào, ăn thêm miếng cơm nữa, nhá. Nào, ăn thêm miếng cơm nữa nào. À, con nhai đi, nào. Nào.
Con nuốt đi, con ngậm cái miếng này nửa tiếng rồi đấy. Mẹ không đủ nhẫn nhịn với con nữa đâu. Nào há miệng ra. Há miệng. Kem. Tại sao con cứ không chịu ăn đấy nhở? Con có biết là mẹ làm cơm cho con mất bao nhiêu công sức không? Alo, tôi đây. Chán lắm, vẫn không chịu ăn. Ăn được một miếng thì ngậm nửa tiếng. Tôi cũng dùng đủ mọi cách rồi. Tôi đổi món ăn liên tục. Sao? Bắt con bé nhịn ăn á? Không cho ăn vặt. Đến bữa nó đói, nó sẽ chịu ăn cơm à? Được rồi, để tôi thử xem thế nào. Kem, từ giờ mẹ sẽ không cho con ăn vặt nữa. Mẹ sẽ không mua bánh kẹo, không mua bim bim cho con. Con chỉ được ăn cơm thôi, con biết chưa? Từ giờ nếu như mà con mà không ăn cơm ấy, mẹ sẽ không mua sữa, không mua sữa trưa cho con nữa đâu. Không phải suốt ngày ngậm với cả nhịn ăn thế đâu. Kem ơi, cháu gái của bà đâu rồi? Này, xem bà mua cái gì cho con này. Ơi, đây nữa. Ui trời ơi. Nào. Đấy. Bà bóc cho con nhá. Bà bóc cho con ăn nhá. Nhưng mà mẹ không cho cháu ăn. Tại sao mẹ lại không cho con ăn? Mẹ không cho ăn bim bim bầu bạn. À, cháu có tranh đậy lắm. Cháu mang cho bà xem nhá. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời gì ghẻ mới thương con chồng. Chị Trang. Chị Trang đâu rồi? Dạ dạ mẹ mới tới chơi ạ. Chị vẫn còn nhớ tôi là mẹ chồng của chị cơ à? Tôi tưởng chị coi tôi đã chết rồi. Sao mẹ lại nói như vậy ạ? Tôi vẫn còn sống lù lù ra đây mà chị dám hoành hành ngang ngược. Chị dám bạo hành cháu tôi. Dạ, không có chuyện đấy đâu mẹ ạ. Chị lại còn cái hả? Tôi vẫn đang không hiểu vì sao con Kem nhà tôi nó lại gầy gò, không lớn được, ốm yếu xanh xao. So với bạn học cùng lớp của nó thấp kém hơn cả một cái đầu. Bạn bè chúng nó toàn hơn 20 cân, mà con Kem chỉ được có 16 cân. Giờ tôi mới biết, hóa ra là chị bạo hành nó, chị không cho nó ăn uống cái gì cả. Chị là... Mẹ, có chuyện gì đấy mẹ? Mày hỏi cái con mẹ kế của cái Kem này. Ngày xưa mày đòi lấy nó, mẹ đã bảo rồi. Mẹ nói là không hiểu tại sao mẹ lại thích nó ở cái điểm gì. Vô tích sự, ăn bám, chẳng kiếm ra tiền. Mày nói với mẹ rằng là mày không cần những thứ đó. Mày lấy nó là vì nó yêu quý con Kem. Thì bây giờ mày nhìn đi, mở mắt to ra mày nhìn đi. Yêu quý cái nỗi gì mà con Kem ấy càng ngày càng gầy mòn ốm yếu đi. Thấp còi nhất lớp đấy. Thôi được rồi, mẹ bình tĩnh, mẹ ngồi xuống đi ạ. Tao không thể bình tĩnh được. Hôm nay nó bắt con bé nhìn ăn nhìn uống, ngày mai có khi nó còn bắt con bé ăn chất thải cũng nên. Mẹ, mày quát ai đấy hả? Hoàng, mày thấy chưa? Nó dám quát cả mẹ mày đấy, mày thấy chưa? Con bắt con bé nhịn ăn là vì có lý do, chứ không phải tự nhiên mà con làm như thế. Chẳng có cái lý do gì cả. Lý do là vì chị không đẻ ra nó, chị không sinh ra nó cho nên chị không sót. Giả sử bây giờ nó là con đẻ của chị xem, chị có bắt nó nhịn ăn không? Hả? Cái thứ mất dạy này, cái thứ vô học này, mẹ chồng đáng nói mà dám bỏ đi à? Này, chị đừng tưởng chị là làm vương làm tướng ở cái nhà này nhá. Thằng Hoàng nó lấy được chị về đây ấy, thì tôi cũng có thể đuổi chị ra khỏi cái nhà này được. Mẹ, đủ rồi đấy mẹ ạ. Mày ấy, chỉ vì mày nhu nhược quá cho nên nó mới trèo lên đầu lên cổ mẹ, nó mới dám bạo hành con Kem. Hôm nay nó bắt con bé nhịn ăn nhịn uống, ngày mai có khi nó còn bắt con bé ăn chất thải cũng nên. Lý do là vì chị không đẻ ra nó, chị không sinh ra nó cho nên chị không sót. Giả sử bây giờ nó là con đẻ của chị xem, chị có bắt nó nhịn ăn không? Chị đừng tưởng chị là làm vương làm tướng ở cái nhà này nhá. Hoàng nó lấy được chị về đây ấy, không phải thì tôi cũng có thể đuổi chị ra khỏi cái nhà này được không?
Này, ngồi xuống đây ăn đi con. Đó, ăn đi. Nhìn tôi làm gì? Ăn đi. Từ giờ nhá, mẹ cấm không cho con ăn vặt nữa. Tự xúc ăn đi. Cầm đấy thì à? Đưa cái tay đây. Xúc đi. Tự xúc ăn đi. Ngày nào đến bữa ăn cũng phải thế này. Nào, bây giờ há miệng ra. Há miệng ra nào. Há miệng ra. À, há miệng ra nào. Há miệng ra. Ăn đi. Nhai. Nhai đi. Nhai đi. Ui, nhai đi. Mẹ xin con đấy, nhai đi, nhai đi. Nhai đi. Tỏ mỗi việc ăn là cũng không được. Có chuyện gì đấy mẹ? Hỏi cô ta xem, cô ta vừa làm gì con bé đấy? Trang, em làm gì đấy? Ốc thì nói gì nữa? Bạo hành con bé, để nó sợ nó khóc như thế này. Tôi mà không đến kịp ý, chắc là bóp chết con bé rồi. Em xin lỗi. Trang, Trang. Đấy con xem, có dám cãi nữa đâu. Suýt nữa thì nó bóp chết con bé. Em à, không sợ có bà đấy rồi. Đi vào ấy bàn rửa mặt mũi chân tay cho. Ôi. Alo. Vâng. Đây là điện thoại của Trang. Chào anh. Tôi là chồng của cô ấy. Tôi là bác sĩ điều trị cho cô Trang. Gặp người nhà thì cũng tốt. Tôi muốn nói với anh động viên cô Trang đến điều trị đúng liệu trình. Bệnh stress của cô ấy ngày càng có dấu hiệu nặng hơn rồi. Stress. Gia đình nên chú ý đến sức khỏe và tâm lý của cô ấy hơn. Tránh gây áp lực mạnh nhé. Em đi đâu đấy? Em phải đi ra khỏi nhà. Đi đâu? Đây là nhà em. Anh là chồng em cơ mà. Chúng ta ly hôn đi. Đơn em đã viết, em cũng ký rồi. Em để ở trên bàn, anh ký đi. Chúng ta làm thủ tục nhanh gọn. Hôm nay em sẽ dọn hết đồ ra khỏi nhà. Tại sao lại thế? Rõ ràng lúc cưới em bảo rằng em không bao giờ bỏ rơi hai bố con anh cơ mà. Tại sao bây giờ em lại bỏ anh và Kem một mình hả? Em cũng không muốn như thế đâu. Nhưng mà em không còn cách nào khác. Anh biết, em yêu Kem còn hơn cả bản thân em. Em đã từng uống thuốc tránh thai để không sinh thêm con nữa, đúng không? Sao anh biết chuyện đấy? Anh biết hết. Chuyện mẹ bảo em bạo hành Kem, anh không bao giờ anh tin. Vì anh biết em sẽ không bao giờ làm như thế. Em thương nó còn không hết cơ mà. Nhưng mà con bé nó không thương em giống như em thương nó. Em nghĩ nó đã dùng mọi cách để chống đối, để thể hiện cái điều đấy. Nó không muốn em ở trong ngôi nhà này. Nếu như mà bây giờ con bé nó cứ tiếp tục chống đối, nó nhịn ăn, nó không chịu ăn như thế này thì sẽ ngày càng gầy gò xanh xao. Nhỡ nó ốm thì làm thế nào? Em không chịu được. Thôi, tốt nhất là để cho em đi. Để cho em đi thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Kem. Kem, cháu làm sao thế? Ba ơi, bố, đứa mẹ lại cho con đi. Không phải con chịu đổi mẹ đâu mà con ăn cơm ngon. Mẹ đừng bỏ con. Con hứa sẽ ăn cơm ngon. Kem, mẹ phải làm như thế nào thì mới tốt cho con đây? Mẹ thấy không? Kem sẽ không bao giờ yêu thương một người nào đã bạo hành nó. Trang sẽ không bao giờ như vậy. Cô yêu thương con bé không hết mẹ ạ. Cô ấy không muốn sinh thêm con là vì sợ Kem tủi thân. Cô ấy đang ngày đêm phải lo làm thế nào cho Kem ăn đầy đủ ạ. Thế mà mẹ cứ nói ra nói vào. Mẹ, Trang nó bị stress vì những lời nói của mẹ đấy ạ. Sao anh lại biết cả chuyện này? Em không giấu được anh đâu. Anh biết hết rồi. Mẹ hiểu rồi.
Ra là thế đấy. Mẹ phiến diện quá. À, chờ mẹ một lúc. Mẹ có mua cái này cho Kem nhưng mà quên chưa đưa. Mẹ có kể chuyện bé Kem nhà mình biếng ăn, gầy yếu xanh xao, nên được cô hàng xóm mách cho mẹ cái sản phẩm này. Con xem đi. Đây là Colot Mutin Media Gold, là sản phẩm cao cấp thế hệ mới, với hàm lượng sữa non cao chuyên biệt, dành riêng cho trẻ biếng ăn và trẻ chậm tăng cân ạ. Cô ấy nói sản phẩm này dành cho trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi. Con cô ấy cũng dùng rồi, tốt lắm các con ạ. Thế thì tốt quá rồi. Kem, Kem nhớ ăn uống đầy đủ để cho mẹ Trang vui nhá. Con yêu mẹ. Đây, sữa của con gái mẹ đây. Con uống ngoan nhá. Rồi. Sữa ngon không con? Có. Dạo này ăn cứ vèo vèo là hết bát cơm mẹ ạ. Không ngậm nữa, ngoan lắm. Chồng cô già có thịt ra rồi đấy. Kem nhà mình tăng được 3 cân mẹ ạ. Quá được rồi. Mẹ ơi, chiều mẹ cho con đi chơi công viên nhá. Nhất trí, cả nhà mình cùng đi nhá. Yeah. Con cứ ngồi chơi nhá. Cái Trang chưa về à anh? Chắc là mới lên trước, cũng bận bịu để mình biệt bãi thôi. Anh cũng chăm chỉ nữa, chứ nó thì làm lụng công việc nhà gì đâu. Thì người chân này, người chân kia, âu cũng vì kiếm tiền thôi mà cô Thu. Anh cứ nói thế chứ, dù thế nào vẫn phải làm chu toàn việc nhà. Ai đổ lên đầu anh như thế được. Em là em thấy ấm ức cho anh lắm đấy. Ở công ty kia kìa, có một chị vừa mới bị chồng bỏ đấy. Cứ đi bìm biệt từ sáng đến tối thôi, tiếp xúc với hết người nọ người kia. Anh chồng không chịu được ngoại tình, thế là đâm đơn kiện lên tòa, ly hôn rồi đấy. Em có mang tài liệu cho anh đây này, em xem đi. Em thấy ấm mức cho anh thì em mới nói, chứ thật ra em cũng gại với Trang lắm. Anh Sang này, lúc nào mà muốn nói chuyện ý, thì gọi điện cho em. Em lúc nào cũng nghe máy hết. Công việc hay là chuyện riêng đều được hết anh nhá. Mày mới đi làm về à? Tao có chút chuyện sang tìm chồng mày. Xong việc rồi. Cho tao về trước nhá. Lúc nào rảnh đi cà phê nha. Anh chào anh ạ. Có chuyện gì mà sao Thu nó lại... Sao rằng như thế? Vừa về đến nhà đã vặn vẹo chồng rồi. Tôi đã bao giờ hỏi cô là đi đâu làm gì chưa? À? Thì em đi làm chứ còn đi đâu nữa. Đã bận cả ngày rồi về anh lại còn hạch sách. Ai biết được là cô đi làm hay là đi hẹn hò, đi nói chuyện với cả mấy cái thằng đàn ông. Anh thôi đi, em mệt lắm rồi. Có gì anh cứ nói thẳng ra đi, đừng có bóng gió như thế nữa. Cô bây giờ làm sếp rồi, thế nên là thái độ xách mé với cả chồng có đúng không hả? Chẳng hiểu em đã làm cái gì mà cứ để anh ghen bóng ghen gió như vậy. Mà em đi ra ngoài kiếm tiền cũng vì cái nhà này chứ còn vì ai nữa. Tiền ấy thì cũng có nhiều cách kiếm nhá, chứ không phải là cô đi ra ngoài đường kia là kiếm tiền đâu. Cô ở nhà ấy tập trung vào làm cửa hàng với tôi thì cũng không chết đói được đâu. Anh vô lý nó vừa thôi. Chồng người ta thì ủng hộ việc vợ công tác, vợ phấn đấu. Đằng này anh lại bắt em nghỉ ở nhà. Em không nghỉ.
cô không nghỉ hay là cô không nỡ rời xa mấy cái thằng đàn ông của cô? Chẳng hiểu anh nghĩ cái gì. Anh lại cãi nhau với cái Trang đấy à? Khổ thân không cơ chứ. Chồng giỏi giang như thế mà suốt ngày bị vợ nó xỉa sói thôi. Thì hôm qua tôi bảo cô ấy ở nhà cùng tôi mở thêm một cửa hàng nữa, rồi cả hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền. Nhưng mà cô ấy chả nghe tôi gì cả. Nó không nghe là đúng. Nó bây giờ là trưởng phòng rồi, quần là áo lượt, xe đưa xe đón, người người tung hô. Anh lại bảo nó về bưng phở á, còn lâu nó mới nghe. Em nói cái này anh đừng có buồn. Anh thử nhìn vào xem, nó bây giờ là người thành đạt, nó phải đứng ông nọ, bà kia. Anh chỉ là thằng bưng phở thôi, lấy cái uy cái quyền gì mà bảo được nó. Nó gọi anh là chồng là còn may rồi đấy. Đàn bà có tí tiền tí quyền vào nó thay đổi lắm anh à. Nó bây giờ chê anh không biết làm ăn, không biết kinh doanh rồi đấy. Em nhìn em cũng buồn thay cho anh nữa cơ. Chồng giỏi giang thế này vẫn còn chê được. Thế là cô ta khinh tôi à? Còn gì nữa, em nhìn thấy từ lâu lắm rồi. Nên em mới nói anh chăm chỉ làm ăn đi. Không như thế em xót lắm. Cũng may là có em, chứ không thì anh chả biết nói chuyện với ai cả. Thôi đừng buồn nữa. Cái gì cái Trang nó mà không làm được, em bù đắp cho. Anh Sang, thế này là thế nào? Tại sao anh lại đầu tư như thế? Mà anh lấy tiền ở đâu ra để đầu tư? Ừ thì tôi đầu tư làm ăn. Có cái gì mà cô cứ phải đùng lên nè. Tôi mới chỉ cầm cố ngôi nhà ấy thôi chứ làm gì. Cái gì? Anh cầm cố nhà hả? Sao anh không bàn bạc gì với em? Thôi đi, tôi là chồng của cô chứ không phải là con trai cô mà làm gì cũng phải hỏi ý kiến nhá. Cô biết kiếm tiền ấy thì thằng này cũng thế. Anh làm ăn buôn bán thì em không nói, nhưng mà đằng này là đầu tư mạo hiểm. Nhỡ bây giờ mà đổ bể thì hai vợ chồng mình ra đường hả? Người ta nói đúng. À, cô bây giờ ấy có tí chức tí tước rồi, thế nên là cô khinh thằng này đúng không? Cô khinh thằng này là không làm được việc gì lớn cơ đúng không? Không phải như vậy, nhưng mà em sợ anh bị người ta dụ dỗ rồi lừa đảo. Bây giờ mình đầu tư vào cổ phiếu chứng khoán, mình phải tìm hiểu thật kỹ chứ đâu phải cứ ném tiền vào là thành công. Đó, cô còn không tự thừa nhận mình khinh thường tôi à? Hả? Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho cô biết nhá, là thằng này làm được những cái gì nhá. Đừng hòng mà cản bước tôi. Được rồi, từ giờ em không cấm cản gì nữa, anh cứ làm đi. Nhưng mà nếu mà xảy ra chuyện gì thì anh đừng có tìm em. Chúng ta ly thân, em sẽ dọn ra ngoài ở. Cô lại định giở trò gì nữa đây? Em không giở trò gì cả, em mệt mỏi rồi. Tôi hỏi cô, cô đã mồi trà gì chồng tôi mà để anh ấy cầm cố nhà cửa? Nếu mà có chuyện gì xảy ra, cô đừng hòng thoát khỏi trách nhiệm. Tôi chả làm cái gì cả. Cái tôi làm ý là giúp chồng của cô lấy lại được cái uy, cái quyền của mình trong căn nhà đấy. Cô không chăm lo được cho chồng của mình thì để tôi giúp. Cô đúng là trơ trẽn mà. Cô đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô là gì. Cô lừa được chồng tôi chứ không lừa được tôi đâu. Thế thì có làm sao? Bây giờ người anh ấy tin lại là tôi chứ không phải là cô cơ. Anh ấy cứ ngã vào lòng tôi đấy, tôi biết làm sao. Tôi cảnh cáo cô, dừng ngay cái trò ngu ngốc của mình lại. Nếu không, tôi không để cho cô yên đâu. Cô!
Bản kế hoạch tôi cũng đã làm xong rồi. Tôi gửi vào mail cho anh. Anh xem lại xem cần chỉnh sửa gì thì anh cứ phản hồi lại cho tôi. Tôi biết rồi. Dạ vâng. Gọi điện không nghe máy. Hóa ra là đang đi chơi với cả Giai à? Hả? Anh thôi đi, đừng có mà xúc phạm người khác. Tôi không phải là cái thứ người rảnh rỗi mà làm những cái trò chim chuột như thế đâu. Tôi cảnh cáo cô nhá, việc của tôi ấy, cô đừng có nhúng tay vào. Nếu như cô làm tròn trách nhiệm của một người vợ ấy, thì tôi cũng sẽ không bao giờ như thế đâu. Cái anh này, có chuyện gì thì bình tĩnh nói. Đây là công ty. Còn cả mày nữa, mày dụ dỗ vợ tao thế nên nó mới bỏ nhà đi có đúng không? Xong rồi mày xúi giục nó khinh thường tao cái gì hả? Anh ghen có hóa mù đấy ạ. Đây là đồng nghiệp của tôi. Anh không sao chứ? Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không sao. Chắc là ở đây hai vợ chồng nó có chuyện gì hiểu nhầm. Thôi, hai người giải quyết đi, tôi đi trước. Chào anh. Chúng ta ly hôn đi. Tôi không thể chịu được anh thêm một giây phút nào nữa. Chứ không phải là ly hôn xong rồi cô lại ngã vào cái lòng thằng đấy à? Hả? Anh đừng có mà quá đáng như thế. Alo. Cái gì? Sao có thể lại mất hết được? Không được, không được. Từ sáng đến giờ vẫn còn nguyên vẹn cơ mà. Tại sao lại mất hết rồi? Anh đang cầm cố nhà cửa, cả cửa hàng nữa. Anh đang còn vay mượn nữa. Bây giờ thì... Thì em cũng có muốn như thế đâu. Nhưng mà em bảo chắc chắn cơ mà. Em bảo chắc chắn cơ mà. Không rồi. Em phải chịu trách nhiệm. Em phải chịu trách nhiệm. Anh có thôi ngay đi không hả? Có chơi thì phải có chịu. Anh sao tôi chịu trách nhiệm cái gì? Người chơi là anh. Người làm thua tiền cũng là anh. Người không hiểu biết cũng là anh. Anh bắt tôi chịu trách nhiệm thay anh nhá. Còn lâu. Bây giờ cô định chạy tội có đúng không? Cô lừa tôi. Cũng chỉ tại anh ngu ngốc thôi. Anh không ngu ai lừa được anh. Ngay từ đầu đã thỏa thuận rõ ràng như thế rồi. Đúng vậy. Ngay từ đầu cô không hề đầu tư chứng khoán, cũng không hề làm ăn gì cả. Cô lừa anh ta, giở một vài mánh khóe, sau đó thì lấy hết tiền. Đến khi không thể lấy được gì nữa thì cô lại ruồng rẫy anh ta. Cô đừng có bắt đặt điều. Bằng chứng đây. Quả nhiên. Đồ khốn nạn. Cô ơi là tôi. Thì làm sao? Tôi cần tiền của anh thì quá là ngu ngốc. Nếu gia đình các người yên đấm hạnh phúc thì làm sao mà tôi chen chân vào được? Hả? Làm sao mà tôi dễ dàng lừa anh như thế được? Nói thế nào thì cô cũng không thể chối bỏ trách nhiệm được. Cô ta không phải chỉ lừa mỗi mình anh mà lừa rất nhiều người khác. Toàn bộ bằng chứng tôi đã giao nộp hết cho công an rồi. Cô... Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cô là đừng có đụng đến gia đình của tôi. Nếu không tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Bây giờ cô chờ mà bóc lịch đi. Tôi xin cô đấy. Tôi cứ trả hết lại tiền cho cô. Cô tha cho người này được không? Đừng đưa cái này cho công an. Muộn rồi. Người như cô xứng đáng bị pháp luật trừng trị. Cô không có tư cách để cầu xin. Trang, trời đã, tất cả là do anh, đã nghe lời cô ta xúi giục. Anh xin em hãy tha thứ cho anh nhá. Cuộc sống hôn nhân cần nhất là sự tin tưởng. Anh lại vì vài lời xúi giục của cô ta mà dao động. Tôi nghĩ chúng ta không còn phù hợp để ở bên cạnh nhau nữa. Mẹ ơi, ngày mai mẹ con ở quê lên để khám bệnh, mẹ con sẽ qua thăm nhà mình ạ. Lên thăm rồi về luôn hay là ở lại? Dạ, chắc là mẹ con chỉ ăn một bữa cơm thôi ạ.
chắc là chắc thế nào? Rõ ràng ra chứ. Ăn một bữa cơm là một bữa cơm, mà ở lại thì nó lại là chuyện khác. Dạ, mẹ con chỉ ăn một bữa cơm rồi chiều mẹ con về luôn ạ. Ừ thì tôi cũng hỏi thế, để biết đường mà chuẩn bị cơm nước. Chứ ăn một bữa hai bữa thì cũng có nhằm nhò cái gì đâu. Mẹ, ngày mai ấy, em cứ bảo mẹ ở đây nghỉ ngơi một hai hôm rồi hãy về. Chứ đi đường xa xôi như thế, tôi về luôn, sức đâu ra. Bây giờ người nhà quê ấy, làm việc cứ hùng hục, đi lại một tí ăn thua cái gì. Mà em cứ bảo mẹ ở đây chơi, nếu mà cần đưa đón gì thì bảo anh. Cái thằng này chả biết cái gì cả. Cái lũ nhà quê lên đây chỉ nhằm xin xỏ, chứ thân thiết gì mà chơi với chả bời. Không vui. Mẹ ơi, con xin phép đi đón mẹ con ạ. Mẹ làm gì đấy à? Chẳng phải hôm nay mẹ con Trang muốn đến đây à? Con mang tất cả những thứ này sang gửi nhà bác Sơn cho mẹ. Sao lại làm thế ạ? Mày ngốc lắm con trai ạ. Trước mặt nhà nó đừng tỏ ra là nhà mình có tiền. Không thì nhà nó đến đây để xin tiền đấy. Mà không khéo mặt dày ý, còn xin cả những cái thứ này về nữa chứ. Đi mang nhé. Ôi mẹ ơi, mẹ nghe ở đâu ra mấy cái lời linh tinh đấy ạ? Thôi, mẹ không nói với mày nữa. Nói mẹ cũng không hiểu đâu. Thôi thì mày đi ra để cho mẹ dọn dẹp vậy. Đi ra chỗ khác để cho mẹ dọn dẹp. Giời. Chào bà. Bà đến rồi đấy à? Vâng ạ. Tôi mới ở quê lên. Có ít quà quê, trứng gà, rau sạch nhà chồng. Bà cứ yên tâm, mong bà nhận cho. Bà đến là tôi vui rồi. Quà khác làm gì vậy ạ? Mẹ. Mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Chắc là đi khám cả ngày rồi cũng mệt. Để con đưa mẹ vào nhé. Từ đã. Bà đi hai cái túi ni lông để vào chân cho tôi. À vâng. Tôi xin bà. Quả quê ngon à? Để xem rồi có ngon hay không. Mẹ ạ. Cứ để đấy cho mẹ. Dạ thôi ạ, mẹ cứ để con làm ạ. Thôi, con cứ ra nói chuyện với mẹ đi. Chả mấy lúc. Việc ở đây cứ để cho mẹ làm. Vâng ạ. Mẹ cần gì mẹ cứ gọi con ạ. Ừ. Trang ơi, bảo mẹ ra ăn cơm. Dạ vâng ạ.
Mẹ, sao con dâu với cả chứa như nào ạ? Mẹ là mẹ cũng thích ăn rau lắm con ạ. Dạ. Ở thành phố ấy, yêu cái gì cũng tốn kém lắm bà. Vâng, tôi thấy ở đây cái gì cũng đắt đỏ ạ. 2 năm dịch bệnh có làm ăn được gì đâu. Nhà cửa cũng chẳng còn gì nữa bà. Cái mẹ ấy, giờ ăn rồi, mẹ ăn đi, mẹ ăn nhiều mà. Nó nhắc khéo mẹ nó ngậm mồm vào đây mà. Con với chả cá. Ui, đang ăn mà bà ho bắn hết vào đồ ăn như thế này thì ai ăn được nữa cơ chứ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mà có khi nào bà bị Covid không? À, dạ không phải đâu ạ, mẹ con chỉ bị ho bình thường thôi, chứ mẹ con không nhiễm dịch bệnh gì đâu ạ. Mà mẹ, mẹ già rồi, nhỡ lây bệnh thì sao? Không được rồi, tôi đưa bát bà đây. Bà đi ra đây, bà đi ra đây. Bà ngồi xuống đây mà ăn. Vâng, tôi chỉ nghĩ tốt cho các con chúng ta thôi. Vâng, tôi không sao đâu. Con mình hay là con người ta không biết nữa. Cái thằng này hết chỗ nói rồi. Mẹ ơi, con có một ít tiền, mẹ giữ lấy mẹ tiêu ạ. Không, con cất đi, mẹ không lấy đâu. Mẹ không tiêu gì đến tiền. Con cất đi để vợ chồng con còn... Thằng Trung nó đối tốt với cô như thế mà cô dám trộm tiền của nó để giấu giếm cho nhà cô hả? Dạ, đây không phải là tiền của anh Trung ạ. Đây là tiền con đi làm, con dành dụm được ạ. Kể cả như thế, cô cũng không có quyền giấu giếm để cho mẹ cô. Cô là dâu con nhà này rồi, cô phải vun đắp cho nhà chồng chứ. Không phải là cứ cái gì cũng giấu giếm giếm để cho nhau. Mẹ, đủ rồi đấy ạ. Con nhìn xem, nó cho mẹ nó tiền kia kìa. Nó có nói gì với con không? Hay là chỉ giấu giếm giếm để cho nhau thôi? Đây là tiền của vợ con. Con mong mẹ hãy tôn trọng cô ấy đi. Thôi, mẹ đi ra ngoài cho con. Mẹ đi ra ngoài đi. Ok, tặng mẹ. Mẹ đi ra ngoài đi. Mẹ. Này, con nhìn đây này. Sao mẹ lại có thẻ của chồng con ạ? Chúng nó cho mẹ đấy. Mẹ, đây là thẻ ngân hàng của con. Con sẽ gửi mật khẩu qua tin nhắn cho mẹ dễ nhớ mẹ nhá. Mẹ cầm tiền để mua thuốc với lại mua đồ gì con để tầm bổ mẹ nhá. Không, mẹ không nhận đâu. Con cất đi. Kìa mẹ, mẹ nhận đi để cho vợ chồng con vui. Thực lòng con xin lỗi mẹ. Đôi lúc mẹ con ấy nói năng hơi khó nghe. Có gì mẹ đừng để bụng mẹ nhá. Mẹ từ chối nó cũng khó nên mẹ đưa lại cho con. Mà mẹ cũng có tiêu gì đến nhiều tiền đâu. Mẹ đưa cho con để sau này các con có cái việc gì cần còn sử dụng đến nó. Mẹ thiệt thòi quá. Các con vui vẻ, hạnh phúc là mẹ mừng rồi. Mẹ. Em rất hạnh phúc bởi vì anh là chồng của em. Người ta thường nói khi bước vào hôn nhân, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ khó dung hòa nhất. Với tôi thì... cháu nhà người ta thì được chăm bẵm béo tốt,
Thằng cu bo nhà mình chẳng hiểu trong cái kiểu gì mà bé xíu gầy nhăng hết cả da. Đã thế lại còn biếng ăn, ốm đau suốt ngày. Cố thân cháu tôi. Đúng là cái loại con dâu vụng về. Đã không biết chăm con thì chớ, suốt ngày máy tính với trả điện thoại. Tôi không hiểu cô làm mẹ cái kiểu gì nữa. Dạ mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy ạ. Con đang... Đang cái gì? Đang bú đởn với Facebook, TikTok đúng không? Đoảng và lười đến thế là cùng. Nhìn bố nó kia kìa. Ngày xưa tôi chăm bố nó bụ bẫm như thế kia cơ mà. Con về chưa? Con đâu rồi mẹ? Hôm nay con về muộn. Thế ai đón cu bo? Vợ con đó rồi ạ. Thế mẹ nhá. Ơ cái thằng này bỏ bê con cái như thế bảo sao nó không còi cọc. Làm gì mà bây giờ mới về? Ôi, cu bo, làm sao thế này? Dạ hôm nay ở trường cu bo bị sốt mẹ ạ. Tất cả cũng là tại cô hết. Chăm con không tốt cho nên thằng bé nó mới gầy nhằng như thế này. Nó biếng ăn, nó không ăn được gì cho nên mới hay ốm đau. Mang tiếng nào là học cao, hiểu rộng biết nhiều. Chăm con hiện đại của cô cái kiểu gì mà để cho cháu tôi phải khổ thế này? Thì con cũng đã tìm đủ mọi cách rồi ạ. Thôi, cô đừng có nói nữa. Đi vào nấu cháo cho thằng Bo đi. Bo đi vào đây chơi với bà. Mẹ không chăm được thì để bà chăm. Đi. Quá. Nào, bo ăn ngoan nào, bo ăn nào, nào hóa mồm ra nào. Sao không chịu ăn thế hả? Ăn cơm nào. Ôi giời ơi. Áo của thằng Bo nó để đâu nữa chứ. Sao mà lấy thuốc thế nhỉ?
trầm cảm. Bo nhà mình chẳng hiểu trong cái kiểu gì mà bé xíu gầy nhăng ấy cả da, đã thế lại còn biếng ăn, ốm đau suốt ngày. Đúng là cái loại con dâu vụng về, đã không biết chăm con thì chớ, suốt ngày máy tính với trả điện thoại. Dạ mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy ạ. Con đang cái gì? Đang đú đởn với Facebook, TikTok đúng không? Thằng Bo đúng là không may mắn có cô làm mẹ mà. Bị bắt cháu không nổi thì làm ăn được cái việc gì nữa nào? Chăm con thời nay cũng vất vả, quá hà khắc với nó rồi. Không ngờ thời nay nuôi con lại vất vả như vậy. Cũng tại mình nên nó mới bị bệnh. Mẹ, sao giờ này vợ con vẫn chưa về nhỉ? Con cũng không biết. Con gọi điện thì cô ấy cũng không nghe máy, nên con mới về nhà xem như nào. Mà nhà con vẫn chưa về ạ? Không biết là nó có giận mẹ không. Chung này, dạ, vợ con bị bệnh đó từ bao giờ thế? Sao mẹ lại biết chuyện đấy ạ? Vợ con bị khoảng 1 tháng nay rồi mẹ, nên có gì mẹ nói chuyện với vợ con nhẹ nhàng một chút mẹ nhé. Con biết nhiều lúc mẹ rất là thương cô Bo, nhưng mà từ lúc mới sinh cô Bo ra ấy, vợ con phải chịu nhiều áp lực. Công việc thì có nhiều biến động, giai đoạn mới sinh thì lại mất sữa. Lúc cô Bo lớn lên một chút thì nó lại biếng ăn hay quấy khóc ban đêm. Thời gian trước ấy, con để ý vợ con mất ngủ liên tục. Đi khám thì mới biết vợ con bắt đầu có dấu hiệu bị stress với cả bị trầm cảm nhẹ mẹ. Trời ạ, thế mà mẹ chẳng biết gì cả. Mẹ vô tâm quá. Tính mẹ nhiều khi ác mồm ác miệng, nói năng không được nhẹ nhàng, nhiều chuyện, nóng tính, nên là gây cho vợ con hiểu lầm. Nhiều khi nó đi làm về thấy vất vả, mẹ cũng muốn đỡ đần, nhưng mà nó cố chấp không chịu, làm mẹ giả vờ mắng nó. Có lúc xót thằng Bo quá, mẹ cũng nặng lời, nhưng là làm cho vợ con bị tổn thương. Mẹ cũng là mẹ nên mẹ hiểu được nỗi vất vả của các con. Mẹ cũng muốn giúp đỡ các con lắm, nhưng mà chẳng biết làm thế nào để cho cái Trang nó hiểu. Mẹ cũng muốn giúp đỡ các con để chăm thằng Bo lắm chứ. Dạ vâng, con biết mà mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, là do con đã không biết suy nghĩ. Con lại cứ nghĩ rằng mẹ ghét con, mẹ hà khắc với con. Mẹ xin lỗi mẹ. Mẹ cũng xin lỗi con. Nhiều lúc mẹ cũng hay nói nặng lời với con. Mẹ xin lỗi nhá. Mẹ đừng nói như thế, tất cả là lỗi của con mẹ ạ. Thôi, cả nhà mình vào ăn cơm đi, con đói lắm rồi. Ăn xong hai mẹ con lại ôm nhau tiếp. Xử bố hành chứ, khéo đỉnh thế. Ai nhỉ? Để con ra mở cửa. Em chào chị ạ. Em ship sữa non tổ yến Goldilocks Grow ạ. Cảm ơn anh. Ai thế con? Dạ là bên ship sữa qua cho cô Bo nhà mình mẹ ạ. Đây là sữa non tổ yến Goldilocks Grow. Sữa này bạn của con đã cho con của cô ấy dùng và giới thiệu với con. Sữa này dùng rất là tốt cho trẻ con, đặc biệt là trường hợp biếng ăn như cô Bo nhà mình đấy ạ. Con mới đặt lúc chiều thôi mà đến tối đã có rồi. Họ ship nhanh quá. Tốt thế mà sao mua ít vậy? Mua hẳn chục hộp đi, mẹ chi.
À, con mời mẹ, cả nhà ăn cơm đi. Con mời mẹ. Ăn miếng to bố xem nào. Giỏi quá. Dạ, con xin ạ. Con mời mẹ. Mời chồng. Với tôi, cuộc sống hôn nhân đúng là nhiều thử thách, đặc biệt là khi bạn có thêm một thiên thần nhỏ. Nhưng cuối cùng chúng ta ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc nếu như chịu chia sẻ yêu thương và thấu hiểu nhau hơn. Nhiều khách hay sao mà nhiều giày dép thế nhở? Ôi chào, em bé của mẹ chơi một mình thế này á? Thế bà nội đâu rồi mà để em chơi một mình thế này? Bà nội đâu mẹ? Không đóng cửa nhỉ con nhở? Mẹ ơi, mẹ ơi! Nào, có bắt không? Nhanh cái tay cái chân lên, cầu giờ hơi lâu đấy. Đi. Mẹ đưa con vào phòng ngủ nha. Rồi. Nào, có bắt không nào? Mẹ, thế này là thế nào ạ? Sao mẹ đưa người về nhà đánh bạc? Mẹ ở nhà một mình, đưa bạn về chơi có làm sao đâu mà. Trời đi. Mẹ đưa bạn về nhà chơi thì không sao, nhưng mà mẹ đưa mấy cậu thanh niên này về nhà rõ ràng là để đánh bài bạc, như vậy là phạm pháp đấy ạ. Lỡ mà có chuyện gì... Chả có nhỡ gì cả. Ở đây không ai nói thì ai mới biết. Sao lại phiền phức. Con thì con sẽ không nói, nhưng mà hàng xóm láng giềng người ta nhìn thấy, nhỡ người ta báo lên công an phường thì làm sao? Mà mẹ nhìn mấy cái cậu này trông cũng có phải hiền lành tử tế gì đâu, kiểu gì đi vào nhà mình hàng xóm người ta cũng để ý. Ờ hay. Thế bây giờ tôi chơi với ai tôi phải báo cáo cô à? Hả? Cô sắp làm mẹ tôi rồi đấy. Con không phải có ý như thế, nhưng mà mẹ xem cu tí nhà mình nó vẫn còn nhỏ, bây giờ nó tiếp xúc với những cái thứ bài bạc này từ sớm, nhỡ lần lên nó hư thì sao ạ? Cô đừng có lấy nó ra để mà nói khéo tôi nhá. Thôi, đi chỗ khác chơi. Đang chơi vui, mất cả hứng. Phiền phức. Ok kìa, này ở lại đã, tôi đã gỡ được đâu. Ok kìa, chơi cái kiểu gì đây? Tốt nhất là sau canh đừng có rủ dê mẹ tôi chơi nữa. Mày đừng có mà láo nhá! Tao là mẹ chồng của mày đấy! Mẹ! Giờ mẹ cũng có tuổi rồi, con cháu đều về rồi, tại sao lại cứ lấn sâu vào mấy cái đỏ đen như thế? Có gì tốt đâu ạ? Đúng là cái loại mạch lẻo. Cha mà không nói thì mẹ còn định lấn sâu như nào nữa? Con là con hoàn toàn không đồng ý. Từ giờ mọi chi phí đều là do Trang cầm. Mẹ muốn mua gì sắm gì cứ bảo với Trang. Thế nó là mẹ mẹ hay mẹ là mẹ nó? Mẹ từng này tuổi rồi mà bây giờ lại mở mồm ngửa tay xin tiền nó à? Mẹ ơi, bọn con làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho mẹ thôi, chứ không phải giống như mẹ nghĩ đâu ạ. Gớm. Chả phải đây là âm mưu của cô à? Tại thằng con tôi nó hiền lành quá, thế nên mới bị cô chỉ đạo đấy. Thôi rồi, giờ mẹ muốn nói gì cũng được, con là con quyết định rồi, mẹ đừng có nói nữa.
Hoàng, chẳng nhẽ mày lại ngồi im để nhìn mẹ mày chết hả Hoàng? Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ tự làm thì mẹ tự chịu, không phải lúc nào con dung túng cho mẹ được. Mày có còn coi mẹ là mẹ mày nữa không hả? Anh nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ thôi. Khổ quá, anh nói đi nói lại bao lần rồi, lần nào thề thề thốt thốt. Anh là anh chịu không nổi rồi. Lần này là lần cuối, mẹ chỉ có một mình mày thôi. Mày không thương mẹ thì ai thương mẹ hả Hoàng? Mẹ phải làm thế nào bây giờ? Hoàng ơi. Bà Mai ơi, bà Mai, ra trả tiền đi. Khôn hồn ấy, thì ra trả tiền bọn này sớm đi, không trốn được bọn này mãi đâu. Ra đường thì ngó trước ngó sau, không thì không biết đi lúc nào đâu. Kiếm đâu được 100 triệu cơ chứ. Rồi là rồi, làm thế nào đây? Hình như bọn nó cũng muốn bán trẻ em này phải. Cũng được một khoản đi. Không được. Không được. Nhưng mà mình cũng không còn cách nào khác. Ôi dồi, điên mất. Chàng này, có chuyện gì vậy hả mẹ? À, mai cô Tí có đi học không con nhỉ? Dạ mai là ngày thường, cô Tí vẫn đi học ạ. Thế thôi, mai để cô Tí ở nhà mẹ trông cho. Mai mẹ không đi chơi đâu, muốn ở nhà chơi với cháu. Với lại mẹ cũng đỡ đần cho hai đứa được tí nào hay tí đấy. Dạ thôi ạ, đằng nào cô Tí cũng đến tuổi đi học rồi, mà con cũng đóng học phí cả năm. Mẹ cứ ở nhà chơi, nghỉ ngơi cho thoải mái. Rồi cuối ngày mẹ đón cô Tí giúp con, tắm rửa cho cháu là được rồi ạ. Không được, nhưng mà mai mẹ muốn chơi với cô Tí. Thì con cũng chỉ muốn mẹ nghỉ ngơi thôi mà. Nhưng mà mẹ muốn ở nhà chơi với cháu cơ. Mà thì thôi nhá, cứ thế nhá. Có chuyện gì đấy em? Mẹ bảo là mai cho cô Tí ở nhà chơi với mẹ. Chắc là mẹ thay đổi rồi anh ạ. Thế tốt quá rồi, đi ngủ rồi. Sao bây giờ bà mới đến? Thì các cậu cũng phải cho tôi thời gian chứ. Mà đã hẹn hôm nay rồi, tôi sẽ đến, có chạy mất đâu mà lo. À, đấy, đúng thằng bé này rồi. Nhìn khó khỉnh đấy, cũng được giá. Mà các cậu phải thực hiện theo đúng lời đã hứa đấy nhá. Nhớ là cho cháu tôi vào gia đình có điều kiện với lại gia giáo đấy. Yên tâm, những người mà có tiền mua con ấy toàn là những gia đình khá giả thôi. Đừng có lo nhá. Thôi giờ thì đưa bé đây. Không được, xin giấy nợ ở tôi đâu. Xin đưa là nhiều rồi, quý cô ra đấy, đây của bà đây. Thôi, đưa đây. Wow, trời ơi. Em được ra đây. Trang ơi, có chuyện gì với mẹ? Mẹ làm lạc mất cô Tí rồi. Con mau về đi con. Sao cơ? Mẹ đưa cô Tí ra ngoài chơi. Mẹ đang mùng mải ngồi điện thoại, quay đi quay lại không thấy nó đâu cả. Rồi, bây giờ mẹ không biết phải làm thế nào hết. Mẹ không cố ý đâu con ạ. Vâng, con về ngay đây. Mẹ tìm nó khắp nơi mà không thấy.
Bây giờ mẹ cũng không biết phải làm thế nào cả. Mẹ bình tĩnh đã. Tất cả là tại mẹ. Tại mẹ mà ra nông nỗi này. Mẹ phải chân quách đi cho xong. Tí, sao Tí lại ở đây? Mình lấy đâu ra 100 triệu bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Hạn chót là một ngày. Nếu bà không trả nợ ấy thì nhớ đây này, thêm một ngày thì bà đi thêm một ngón. Ngày mai chẳng phải mẹ nói là sẽ đưa cô Tí đi chơi à? Sáng nay con cảm thấy lo lắng cho mẹ, thế nên con mới nói với anh Hoàng là xin nghỉ làm để bọn con đi theo mẹ. Bọn con đã kịp thời chặn bọn chúng lại và chuộc cô Tí về ạ. Mẹ không còn phải là con người nữa rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã quá sai lầm khi mà đi vào con đường đỏ đen. Đến khi mẹ nhận ra thì quá muộn rồi. Mẹ không còn mặt mũi nào nhìn các con nữa. Mẹ, đây là bài học cho mẹ. Bọn con là phận con cái, thế nên cũng không muốn mẹ đi vào đường sai trái. Con nghĩ đây là cơ hội cuối của mẹ đấy ạ. Mẹ hãy ở lại để chuộc lỗi lầm đi ạ. Mẹ cảm ơn các con. Mẹ biết lỗi của mình rồi. Sao? Mẹ bị sặc tí thôi mà. Chờ anh con đã nào. Hôm nay là sinh nhật nó. Đáng lẽ ra con phải có quà cho anh con chứ. Vâng ạ. Vào ăn đi con. Hôm nay mẹ nấu mấy món mà con thích đấy. Dạ vâng. Em gái cũng đang chờ để chúc mừng sinh nhật anh đây này. À, con mẹ mẹ ăn cơm. Này, sao lại mặn thế à? Bây giờ người ta nấu ăn ý, người ta cho ít muối lắm. Như ở nhà hàng con làm nhá, mấy cái món xào nấu cổ điển này ý, không ai thèm gọi đâu. Người ta chỉ thích ăn những cái món ăn ý, thanh đạm để thưởng thức thôi. Ừ, chắc là mẹ lỡ tay. Thôi, các con đừng ăn món này nữa. Con ăn món này đi. Đầu bếp ở nhà hàng con làm ấy, ông ấy có uy mà có tiếng lắm. Khách hàng chỉ muốn đến nhà hàng con ăn để thưởng thức mấy món ăn ông ấy làm thôi. Bây giờ mà con được làm bếp trưởng hay là có nhà hàng riêng thì tốt biết mấy nhỉ? Gớm, anh cứ làm như làm bếp trưởng dễ thế. Thì làm sao? Đấy cũng chỉ là ước mơ. Chí ít ra ấy, ta cũng không phải ăn cái món ăn mặn chát như này của mẹ. Anh chê tự đi mà nấu. Mẹ mất bao nhiêu công để chuẩn bị sinh nhật cho anh đấy. Nằm nào cũng quanh đi quẩn lại mấy cái món này. Mày xem đi. Tính của mẹ ấy là hay nấu ăn qua loa. Toàn mấy món xào xào rán rán này. Ăn mãi chán chết đi được. Mẹ. Mẹ, để con xin mẹ đấy. Mẹ cố gắng cải thiện giúp chúng con đi. Sách hướng dẫn thì con để ở kia kìa. Mẹ mà không biết đọc ấy thì xem. Chứ ăn mãi như này ấy, sống làm sao được hả mẹ? Ăn thêm đi con. Ôi, con không ăn đâu, nuốt làm sao được. Không ăn thì càng cỏ.
Mẹ ơi, con đi học đây ạ. Trang ơi, mẹ chóng mặt quá. Con đặt cho mẹ nồi cháo mày. Không thì lát mẹ ăn tạm cái gì đi ạ. Chứ bây giờ con đang vội đi học lắm. Sắp đến giờ con học nhóm rồi. Con mà đi muộn bị phạt 50.000 đấy ạ. Nhưng mà mẹ chóng mặt quá. Chắc là do thời tiết thay đổi. Mẹ cứ nằm nghỉ đi, rồi lát dậy sau ạ. Con đi trước mẹ nhá. Nhà cửa làm gì mà lại lộn xộn thế này? Mẹ, tối rồi mẹ nấu cơm chưa? Con về rồi đấy à? Mẹ hơi chóng mặt nên là mẹ thôi bây giờ để mẹ vào nấu đây. Thôi thôi thôi, mẹ không cần phải nấu nữa đâu. Tí con nấu mì con ăn cũng được, còn hơn phải ăn mấy cái món sống sượng mặn nhạt của mẹ. Trang, đi đâu bây giờ mới về đấy? Bếp núc thì đang nguội ngắt kia kìa. Mẹ thì ốm sao không ở nhà mua cho mẹ cái gì ăn đi? Thì em đi học thêm, đi muộn là bị phạt. Chứ cái đi em nói với mẹ rồi mà. Mở mồm ra là đi học. Đi học hay là túc 5 túc 3 và buffet nói chuyện hả? Chỉ giỏi trốn việc nhà thôi. Thế sao anh không nấu đi? Tao còn phải đi làm. Mày nên nhớ nhá, tiền mày ăn mày học ấy là do tao vất vả để kiếm ra. Có mỗi bữa ăn thôi mà mày với mẹ không bao giờ cho tao ăn một bữa nói bao giờ cả. Em cũng đi làm thêm đấy chứ, có phải ăn không của anh đâu. Mày nhớ cái mồm mày nhá, từ bây giờ đừng có bao giờ mở mồm ra xin tiền của tao nữa. Chỉ vì mẹ với mày mà tao phải chôn vùi ước mơ của tao. Đã không giúp được cái gì, chỉ giỏi tranh vọng thôi. Thôi mẹ xin hai đứa đừng cãi nhau nữa, là tại mẹ ngủ quên. Để mẹ vào bếp nấu. Alo, gọi cái gì đấy? Tao đang bận, có gì thì nói sau đi. Mẹ ốm nặng lắm rồi, anh về ngay đi. Mày điên à? Mày không biết hôm nay là ngày quan trọng đối với tao như nào à? Mẹ ốm ấy thì đưa mẹ đi viện đi, xong việc thì tao về nhá. Mà nhớ đừng có gọi nữa, nghe chưa? Ôi, con cá đâu rồi? Anh đợi hơi lâu ấy. Dạ vâng, em vào ngay đây ạ. Nhớ đấy, đừng có gọi nữa. Mẹ ơi, mẹ cố lên. Con con đưa cái này cho thằng Trung. Đây là mẹ để dành cho nó mở nhà hàng ấy. Mẹ ơi, con gọi anh Trung rồi, anh ấy đang về rồi mẹ ạ. Mẹ cố lên. Mẹ xin lỗi. Cả đời mẹ nghèo khó, không giúp gì được cho các con. Mẹ ơi, mẹ cố lên. Hai anh em phải thương yêu nhau, chia sẻ việc nhà, cơm thì tự nấu. Không được bỏ bữa. Không, mẹ đừng nói nữa.
con không làm được đâu. Không có mẹ làm sao mà bọn con sống được. Con sẽ chăm chỉ làm việc nhà, con sẽ nấu cơm cho mẹ ăn, con sẽ không bỏ mẹ một mình lúc mẹ ốm nữa đâu. Mẹ ơi, mẹ ở lại với chúng con đi mẹ ơi. Mẹ không đợi được nữa rồi. Nói với nó xin lỗi. Không, mẹ ơi, mẹ ơi con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đừng bỏ chúng con mà mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi. Không, không, mẹ ơi. Mẹ ơi. Có bao giờ mẹ nghĩ cho con, có mẹ có nghĩ cho tương lai của con bao giờ không? Không phải thế. Bây giờ em nó đang còn đi học, nhà mình hoàn cảnh, mẹ không có tiền. Lại hoàn cảnh, lúc nào mẹ cũng nói được câu ý hết á. Vậy thì mẹ còn sinh con ra làm gì, để con phải sống khổ như này. Mời chị vào nhà hàng ngồi để tôi tư vấn ạ. Dạ, không biết là chị muốn đặt tiệc cho sự kiện gì ạ? À, tôi muốn đặt sự kiện nhân dịp 40 năm ngày cưới của bố mẹ tôi. Dạ,
Nhà hàng chúng tôi có hơn 80 món Việt đặc sắc, đặc sản của ba miền. Đặc biệt những món ăn này được đầu bếp Thái sáng tạo trên nền những món ăn cũ mang hương vị riêng mà giá cả thì rất là phải chăng ạ. Không gian của nhà hàng gần gũi, thoải mái và ấm cúng, rất phù hợp để tổ chức những bữa tiệc sinh nhật, tiệc đầy tháng và sum vầy gia đình ạ. Sức chứa của nhà hàng lên đến 120 người. Hiện tại nhà hàng đang gói ưu đãi miễn phí trang trí tiệc và giảm giá 10% đối với những nhóm đặt tiệc trên 15 người ạ. Vậy à? Vậy thì thứ năm tuần sau tôi sẽ đặt tiệc tại đây. Dạ vâng ạ, mời chị chọn món. Món này đi. Dạ. Món này cũng được đấy. Dạ vâng ạ. Mẹ thấy không? Con đã làm được rồi. Con sẽ nấu cho khách những món ăn ngon nhất như mẹ đã từng nấu cho chúng con ấy. Nó vừa xấu vừa ngu mà chuyên môn thì dốt, không hiểu sao cái bọn nhân viên nam mà nó cứ coi nó là minh tinh ấy. Ôi dào, con đó chỉ dựa vào cởi đồ để quyến rũ giám đốc thôi, không phải là đối thủ tao đâu. Tao mà thích á, văng là sẽ được. Cô đứng đây từ bao giờ thế? Môi của cô bị lem son kìa. Cô có cần dùng không? Môi xinh thì phải có màu son phù hợp chứ. Không. Anh không sao? Em không sao chứ? Vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh. Không có gì. Được giúp đỡ những người đẹp như em thì mấy cái chuyện này ấy, có nhầm nhò gì. Hay là em cho anh xin số điện thoại đi, coi như là lời cảm ơn. Tôi tưởng cô thế nào. Hóa ra ấy, ai cô cũng có thể ve vãn được. Như cô thấy rồi đấy, đấy chỉ là một cái duyên thôi. Coi như tôi cảm ơn lời khen của cô. Này, đây là hợp đồng mà giám đốc bảo cô mang sang công ty đối tác đấy. Cô liệu mà làm cho tốt vào đấy. Đây là một cái hợp đồng rất quan trọng của tôi đấy. Vâng, thưa trưởng phòng. Hay là bây giờ mình đi uống nước nhá. Anh thấy rồi đấy, tôi rất bận. Như vậy là chúng ta đã có số điện thoại liên lạc của nhau rồi. Cảm ơn anh.
Alo. Anh đây. Lâu quá không gặp. Dạo này trông em ngon đấy. Rốt cuộc anh muốn cái gì ạ? Ấy, em đừng có tát. Anh lên công ty em bây giờ đấy. Chuyện chúng mình sống thử với nhau. Và em đi phá thai ấy. Anh đang nghĩ là có nên để cho công ty em biết chuyện này không nhỉ? Anh dám. Có chuyện gì mà anh không dám? Em nghĩ em thay số điện thoại, trốn tới đây là sẽ thoát khỏi được tay anh à? Rốt cuộc là anh muốn gì? Tôi với anh đã chứng thức từ lâu rồi không à? Nếu như em không muốn mọi người biết quá khứ của em và không muốn bị ảnh hưởng công việc thì phải đổi lại là 500 triệu. Ăn cướp à? Đồ điên! Tôi ở đây. Dù cô có hóa thành con kiến thì cô cũng không thoát khỏi được tay tôi đâu. Dù cô có làm gì, ở đâu, vị trí nào hay là theo đuổi ai, thằng này đều biết hết. Anh nên ấy, tôi không để cô toại nguyện đâu. Anh Trung ơi, em xin anh, em van anh hãy tha cho em đi. Bây giờ em chỉ có 200 triệu thôi, em sẽ chuyển cho anh. Để tất cả những gì em có rồi, em xin anh đây. Cái gì? Lúc sáng tao bảo mày là 500 triệu cơ mà. Tại sao bây giờ lại có 200 triệu hả? Từ bây giờ, cái giá của mày là 1 tỷ. Cái giá này là quá rẻ cho cái tương lai tốt đẹp của mày rồi. Tao sẽ cho mày 2 ngày để mày suy nghĩ và chuẩn bị. Nếu như 2 ngày sau ấy mà không có tiền thì toàn bộ quá khứ của mày tao sẽ dán trước cửa công ty và sẽ đăng lên mạng xã hội đấy. Nhớ cho kỹ vào nhá. Tiền đâu? Mày đùa tao à? Đây là bản kế hoạch kinh doanh của công ty tôi. Anh đem bán nó cho công ty đối thủ đi. Đó là công ty Thiên Bảo. Nó sẽ giúp anh kiếm được hơn 1 tỷ đấy. Có thật không? Nếu như mày lừa tao ấy, mày không xong với tao đâu. Nghe chưa? Tôi đã bị anh nắm điểm yếu rồi, thì làm sao dám lừa anh nữa. Được. Coi như tôi với anh đã xong. Từ bây giờ anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Từ từ đã. Vội thế. Anh làm cái gì đấy hả? Đâu có dễ thế hả cô em? Bỏ tôi ra. Anh làm cái gì đấy hả? Ê, tao trước rồi tới là mày. Mày chơi đi. Tao chơi chán rồi. Chơi đi chơi đi. Tôi đã đưa tiền cho anh rồi. Sao anh còn dám lật lọng hả? Mày cầm ngay cái mồm chó mày lại. Nghe chưa? Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Ngoan ngoãn đi. Tao còn nhẹ nhàng. Mày. Cô là ai? Là khắc tinh của những kẻ bất lương như chúng mày. Tất cả những hành vi lừa gạt con gái nhà lành và cả việc chúng mày vừa bắt nạt cô gái này, tao đã có bằng chứng hết rồi. Giờ các người sẽ phải chịu trách nhiệm trước công an. Bọn em sai rồi. Nhưng mà chỉ trừng phạt bọn em như thế này thì
Bố mẹ của em là không có cháu nối dõi ạ. Sai ở đâu thì sẽ bị phạt ở đấy. Chỗ nào tham lam cho đấy sẽ phải chịu đòn. Chị tha lỗi cho bọn em thực sự ạ. Bây giờ bọn em biết tội lỗi của mình rồi. Em hứa với chị là bọn em không dám như thế nữa. Chị đừng báo công an chị nhá. Ui, Ngọc ơi, anh biết lỗi của anh rồi. Anh xin em tha tha cho anh. Mày dám báo công an à hả? Các người đã phạm pháp thì các người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chạy đi. Môi cô bị lem son rồi, có muốn dùng không? Cô... sao cô... Coi như tôi chưa nhìn thấy gì cả. Cô để lại vị trí cũ đi. Sao cô biết tôi hãm hại cô mà cô vẫn giúp tôi? Cho dù là tôi biết cô ghen ghét, cô nói xấu, thậm chí là muốn đổ oan cho tôi, nhưng mà tôi sẽ không làm cách mà cô đã làm. Phụ nữ đẹp đánh son chứ không đánh ghen. Ok, tôi hiểu rồi. Chật chà, có gì mà người yêu em vui thế? Đúng là không có gì qua mắt được người yêu anh. Thông báo cho em một tin vui. Chủ tịch mới sắp thay chủ tịch cũ, chuẩn bị thay máu một số bộ phận đấy. Thế là anh sắp thăng chức rồi á? Ừ, anh được vào danh sách đề xuất thăng chức. Vậy là sắp về trụ sở chính làm rồi còn gì nữa? Chứ sao nữa, lúc đó anh sẽ đưa em lên làm vị trí giám đốc ở đây. Anh nói thật á? Nhưng mà sau đó thì sao nữa? Dĩ nhiên sau đó anh sẽ tổ chức đám cưới với em và công khai mối quan hệ này. Thật nhá? Hạnh, tôi bảo cô làm bản báo cáo chứ không phải làm thứ rác rưởi này. Cô mà không làm được ấy thì viết đơn xin nghỉ việc đi. Mày, cô ơi, tôi xin. Thư, tớ là Trang này, có nhận ra tớ không? Trang à? Tưởng ai? Hóa ra bây giờ ấy là con lao công què này. Cậu nói như vậy là sao? Chà chà, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi toàn diện nhất trường đây mà. Ngày xưa bằng nọ bằng kia, bây giờ ấy lại thành con lao công thấp hèn à? Thì cậu làm cái gì đấy? Không thấy à? Đây chẳng phải là cái việc mà con lao công thấp hèn như mày làm mỗi ngày hay sao? Dọn dẹp tất cả mọi thứ. Đúng là ông trời có mắt, đẹp thì có quyền. Con học giỏi như mày ý, cuối cùng cũng chỉ là cái hạng để tao lau giày lau dép thôi, hiểu chưa? Ở đây mày nghe theo lời tao thì mày còn sống được. Còn không ấy, cứ phật ý tao một câu thôi là biến, nghe chưa? Thôi, bạn cũ, đi mua cho đây cốc trà sữa. Tiện thể qua nhà tao, phụ mẹ tao phơi quần áo. Trong bản mô tả công việc của công ty, tôi không có trách nhiệm phải phục vụ bất kỳ việc riêng của ai cả. Mày! Công ty trả lương cho tôi chứ không phải là cô. Làm như vậy là trái với quy định của công ty đấy. Con danh, mày dám làm tao bẽ mặt đúng không?
Mày đụng nhầm người rồi đấy. Mày nhớ mặt tao đấy. Này, cô từ phòng giám đốc đi ra đúng không? Thì cô bảo tôi vào dọn dẹp phòng giám đốc mà. Cô! Cô đừng có tùy tiện đánh người khác như thế. Được. Vậy tiền trong ví của anh Hoàng đâu rồi? Sao cô lại hỏi tôi tiền ở trong ví đâu? Cô đừng giả vờ giả vịt nữa. Trong cái ví này lúc nãy, anh Hoàng còn để ở đây hơn 10 triệu. Giờ không cánh mà bay à? Ý của cô là đang nghi ngờ tôi lấy trộm tiền á? Chứ sao nữa? Tôi hoàn toàn hiểu con người của cô mà. Những cái người nghèo khổ như cô ấy, thấy tiền hớ hênh một cái là giở trò ăn trộm ngay mà. Nhưng mà cô gan to thật đấy, dám ăn trộm vào tiền của giám đốc. Tại sao cô cứ nghĩ người nghèo như chúng tôi thì sẽ giở trò ăn trộm ăn cắp chứ? Thì sao? Cô đừng có mà cái nữa. Tại sao cô cứ nhất quyết là tôi ăn trộm thế nhở? Được rồi. Vậy thì ở đây, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cô lột đồ ra đi. Nếu mà trong người cô không có tiền ấy thì tôi tin là cô vô tội. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Mày thích dùng luật với tao cơ mà. Nếu mà thích dùng luật ấy thì tao dùng luật của tao để cho mày biết tao là ai ở đây. Lột đồ ra đi. Không ấy, để tao gọi bảo vệ bây giờ. Lột ra, lột ra. Cô bỏ ra, bỏ ra đi. Gì đấy? Anh, con lao công mới này, vào phòng của anh còn trộm tiền trong ví của anh nữa. Hôm nay em phải cho nó một bài học. Chủ tịch. Chủ tịch á? Đúng rồi, chị ấy là chủ tịch đấy. Chị, tại sao chị lại ăn mặc thế này ạ? Cậu không cần thông báo với chi nhánh đâu, tôi sẽ tự mình đi khảo sát. Tôi đang ở bên văn phòng của chi nhánh rồi. Tôi muốn vào ngày họp cổ đông, tất cả mọi vị trí đề bạt phải thật sự là xứng đáng. Này, ăn cái gì mà ăn? Công ty đã sạch sẽ chưa mà ngồi đây hưởng thụ? Nhưng mà cô ơi, tôi làm suốt từ sáng sớm, tới giờ nghỉ trưa tôi mới ăn một chút để lấy lại sức. Thế à? Bà là lao công thấp hèn, không phải là nhân viên văn phòng mà được nghỉ trưa nghe chưa? Nhưng mà dù gì cũng phải ăn một chút thì mới có sức làm được chứ cô. Thời buổi này không thiếu gì lao công cả nhá. Bà tính làm được thì làm, không làm thì nghỉ việc đi, nghe chưa? Dọn ra hết sạch nào. Nghỉ ngơi. Tôi vô ý quá. Bà lấm bẩn hết quần áo của tôi rồi. Tội này tôi không tha được. Bà chính thức phải nghỉ việc. Xin cô tha thứ cho ạ. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Bà biết tính tôi rồi đấy. Ai làm phật ý của tôi ý, thì sẽ bị đuổi việc. Bà hiểu chưa? Nhưng mà cô ơi, người nhà tôi đang nằm viện, tôi đang rất cần tiền. Xin cô hãy động lòng thương, tha cho tôi lần này. Tôi hứa, cô sai gì thì tôi cũng làm. Nhưng mà cô đừng đuổi việc tôi. Tội cho tôi lắm cô ơi. Cũng được. Vì tôi là một người có tính thương người nên tôi sẽ tha cho bà. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì tôi cũng làm. Cô cứ nói đi ạ. Bộ quần áo hàng hiệu này của tôi khi mà đã bẩn rồi không thể nào đẹp đẽ như ban đầu nữa. Cũng giống như cái ly này này, nếu mà đã vỡ rồi thì làm sao mà lành lại được. Cô, tôi bảo bà làm gì bà cũng nghe đúng không? Vậy thì bà cúi xuống nhặt hết cái đống mảnh vỡ này ghép lại một cái ly lành lặn, biết đâu tôi sẽ tha thứ cho bà thì sao? Tôi quỳ xuống và nhặt nó lại đi. Thank you.
logo cho bác. Bác yên tâm, cháu sẽ dạy cho cô ta một bài học. Cô lợi dụng việc mình là người yêu cấp trên để coi thường và bắt nạt nhân viên cấp dưới. Như vậy là trái với quy định của tập đoàn, cô sẽ bị đuổi việc. Trang, mình biết mình có lỗi với cậu rồi. Công việc mày, mình đã làm 4 năm nay rồi, cậu đừng như thế. 4 năm qua cô làm việc ở công ty cũng là 4 năm mà cô lộng hành để coi thường nhân viên và bắt nạt nhân viên cấp dưới. Hơn nữa, cô lại còn không có năng lực chuyên môn. Cô không phù hợp với vị trí thư ký, chứ đừng nói đến việc là sẽ được đề cử vào chức vụ giám đốc. Tôi... Anh Hoàng... Còn cả anh nữa, anh sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật để giáng chức. Chủ tịch, chuyện này tôi bị oan mà, chủ tịch. Anh thân là giám đốc chi nhánh, vậy mà lợi dụng chức quyền để đưa người thân của mình vào làm việc trong công ty. Người thân của anh lại còn không hề có một chút năng lực nào. Đã thế, anh lại còn bao che cho các hành động sai trái của cô ấy. Như vậy, anh còn gì để bao biện nữa không? Tại cô đấy, vì cô mà tôi tiêu tan sự nghiệp đấy. Đúng là không thấy dạy nào cái dạy gái. Trang ơi, lâu quá! Đâu, điện thoại của anh đây ạ. Em không nhanh cái tay hơn được à? Hôm nay anh đi họp lớp đấy, đến muộn bọn nó lại cười cho. Thì em đang dở việc mà, ừ. Em cố gắng nhanh rồi. Này, sao con ăn nói như thế với vợ con à? Mà sao mẹ thấy người ta đi họp lớp, ai người ta cũng mang vợ đi, có mỗi mày bắt cái chàng ở nhà là thế nào à? Mẹ buồn cười, đấy là chuyện của chúng nó. Còn con không thích đưa vợ đi, đấy là chuyện của con. Với lại, thấy đưa vợ đi, con không được thoải mái. Chồng, sống chết đi được. Này, mày xem lại cái mồm mày đi. Mày nói độc vừa thôi nhá. Mày có cái kiểu như thế, sau này mày sống một mình, ăn một mình đấy. Bỏ ngay kiểu đi nhá. Con nói không đúng à? Mày... Ok, mày làm gì đấy? Đúng này! Ai nói mày? Chồng con biết sai rồi, mẹ tha lỗi cho anh rồi ấy. Tha gì cái loại đó, đâu con không biết được. Con xin mẹ đấy, suốt ngày cứ đánh thôi. Con thấy chưa? Mẹ suốt ngày bây giờ thôi. Tôi không biết là ai mới là con của mẹ đấy. Mẹ mày oan lắm à? Mẹ oan lắm à? Ôi chào ơi, sao mặt của anh lại tìm hết cả thế này? Mẹ anh đúng là mạnh tay mà. Ai lại đánh con trai mình thế này cơ chứ? Đâu, để em xem nào. Ủa không cơ chứ. Ôi em thương. Thôi đã thương. Đưa cho anh. Cũng chỉ tại cái con mụ vợ anh ấy, anh không hiểu sao từ cái ngày cưới nó cho mẹ anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà mẹ anh cứ binh nó chăm ra. Nhìn cái mặt nó anh đã thấy ghét rồi. Sao anh nói vợ anh như thế? Dù sao thì Trang cũng là vợ anh cơ mà. Mà ngày xưa anh yêu cô ta cho nên anh mới cưới cô ta đấy thôi. Sao bây giờ bảo là chán? Bây giờ nó sống như thế, anh yêu làm sao được. May mà ngày hôm nay đi họp lớp gặp em. Em đã giúp anh trở về thuở ngày xưa. Cái thuở mà chúng mình còn yêu nhau ấy. Mày này, ngày xưa không phải tại mẹ anh á, thì em và anh chẳng cưới nhau rồi còn gì nữa. Không cưới nhau được vào mùa hạ thì mình cưới nhau vào mùa đông. Em cứ đợi đi. Con vợ anh mà nó còn quá đáng quá nhá, anh ly hôn luôn để cưới em. Anh nói thật chứ, không đùa em đúng không? Anh nói thật. Đấy, mẹ nói con rồi, cái thằng Trung ấy, nó như thế. Con không gì phải đi chợ mua đồ ăn về làm gì cho nó mệt. Nghe lời mẹ, đi ăn nhà hàng với mẹ nhá. Không việc gì phải đi chợ cho nó vất vả ra. Nghe lời mẹ, đi ăn nhà hàng với mẹ nhá. Dạ thôi, anh Trung đã đi làm vất vả như vậy rồi. Con sợ anh ấy ăn ở ngoài không đảm bảo lại đau bụng. Con cứ chịu khó đi chợ về nấu ăn. Như vậy anh ấy khỏe hơn mẹ ạ. Đấy, con cứ ngoan như thế. Bảo sao mẹ không thương con cho được. Thôi bây giờ cứ đi ăn nhà hàng với mẹ. Hai mẹ con mình đi chợ mua đồ ăn sau nhá. Mày cứ vui vẻ đi.
Tôi sớm muốn anh chung chất thuộc với tay tao mà thôi. Cô xem đi. Cô làm như thế này là có ý gì? Ban đầu ấy, anh Trung bảo cô ngu thì tôi không tin đâu. Nhưng mà khi gặp rồi thì đúng là ngu thật. Cô nhìn ảnh tôi với chồng cô như thế, cô không biết mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào sao? Dù sao tôi cũng là vợ. Cô có hống hách như thế nào thì cô cũng chỉ là người thứ ba thôi. Người thứ ba là người không được anh Trung yêu. Còn tôi yêu anh Trung, và anh Trung cũng yêu tôi, thì chính cô mới là kẻ thứ ba đấy. Cô đúng là trơ trẽn mà. Tôi sẽ không bao giờ để cho anh Trung đến với cô đâu. Để rồi xem. Sớm muộn thôi, anh Trung sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Tôi không tin. Tôi là vợ của anh Trung, anh ấy sẽ không bao giờ làm như thế. Đi. Thả em ra. Thả em ra. Đấy. Anh Trung, em là vợ của anh cơ mà. Sao anh lại đối xử với em như thế? Mẹ không có ở nhà, sao anh lại đuổi em đi? Anh đừng đuổi em đi mà, cho em vào nhà đi. Đi. Bỏ ra. Cô bị điên à? Tôi đã phải rất là mất công để đưa mẹ đi du lịch, để bây giờ tôi có thể đuổi cô ra khỏi nhà. Cô nghĩ tôi ngu mà lại cho cô vào hả? Cút, cút. Em là vợ của anh cơ mà, đây là nhà của em, anh không có quyền đuổi em đi. Gì là nhà? Anh Trung. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, hãy biến đi khi còn có thể, mà cô không chịu nghe cơ. Cô cứ phải để anh Trung tuyệt tình như thế thì cô mới vừa lòng à? Đó, cô được tại nguyện rồi đó. Là do cô à? Thôi, vào nhà đi em. Cười cười. Trang ơi. Ui. Mở cửa cho mẹ nào. Mẹ đi du lịch về đây, mẹ mang cho con nhiều quà lắm. Mẹ. Cho Trang về à? Xin lỗi, tôi nhầm nhà. Ok mẹ. Mẹ đi đâu ấy? Thế nhà mình mà. Thế còn cái Trang nó đâu? Con với cả Trang ly thân rồi. Cô ý không thích ở đây thì con giải thoát cho cô ấy. Mẹ. Đây là Ngọc. Con xin phép mẹ cho con với Ngọc được ở bên nhau để con có thể được yêu thương và chăm sóc cô ấy ạ. Kìa mẹ. Mẹ ơi. Kìa em, con cứu đi, gọi nhanh lên mẹ ơi. Mẹ. Hoa đẹp quá. 1 bông, 2 bông, 5 bông, 10 bông. Hoa đẹp quá. Nhiều hoa đẹp quá. Hoa đẹp quá. Hoa đẹp. Chỉ vì chuyện của chúng mình mà mẹ lại ra như này. Bây giờ anh đi làm, em ở nhà chăm sóc mẹ giúp anh nhé. Em còn có công việc của em mà. Hay là anh thuê ai về chăm sóc mẹ đi. Chứ em không muốn ở nhà với mẹ cả ngày đâu. Sau ngày trước em bảo em yêu tôi cơ mà. Mà bây giờ cũng đúng chuyện chăm sóc mẹ. Mẹ cũng kêu à? Lúc trước ấy, Trang không như em đâu. Cái gì? Anh còn dám so sánh tôi với cô ta á? Được rồi, nếu thích ý, thì gọi cô ta về chăm sóc mẹ anh đi. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Thích. Cô dám đẩy tôi à? Anh là cái thá gì của tôi mà tôi dám đẩy hả? Đánh nhau đi. Thôi được rồi. Anh xin lỗi, anh sai được chưa? Bây giờ anh phải đi làm. Em ở nhà chăm sóc mẹ giúp anh. Nốt một hôm thôi, mai sẽ thuê người. Được rồi, nhớ là nốt hôm nay đấy nhá. Không đánh nhau à? Chán thế. Thôi, mẹ im mồm đi. Tại mẹ mà tôi mới khổ thế này đấy. Mẹ mà còn làm nhảm nữa, nó không xong với tôi đâu. Tôi thách cô đấy. Đúng Thủy. Phú Thủy, bà. Phú Thủy. Bực mình.
Cô im đi. Mẹ tôi bị này rồi mà cô vẫn còn hành hạ bà như thế à? Mẹ tôi là cô là con cáo già. Cái gì? Anh già mắng tôi như thế á? Này á, tôi nói cho em biết, chính ngày xưa anh đã quỳ gối xuống cầu xin tôi phải lấy em đấy nhá. Phải, nhưng lúc đấy tôi chưa biết được con người thật của cô. Bây giờ tôi hối hận rồi. Đúng là chỉ có cha, chỉ có cha mới yêu tôi và mẹ tôi thật lòng thôi. Được rồi à, đã thế hai mẹ con anh ở với nhau đi, để tôi xem ai chịu nổi hai mẹ con nhà anh. Mẹ ơi, mẹ đau quá, con xin lỗi mẹ. Không sao đâu con. Dễ chịu lắm con ạ. Mẹ chịu khó giữ gìn sức khỏe, năm mau hồi phục. Cha, em về nhà rồi à? Anh là thằng khốn nạn, hạnh phúc bên cạnh anh mà anh không biết trân trọng. Anh lại đuổi theo những thứ phù phiếm, rồi suýt nữa anh đã đánh mất em. Cha, anh biết lỗi của anh rồi, em tha thứ cho anh được không? Phải đấy con, con tha lỗi cho nó đi. Một tháng trời mẹ ốm, nằm ở nhà một mình nó chăm sóc mẹ, dọn dẹp nhà cửa đấy. Bây giờ nó mới biết là trước đây con vất vả khổ sở như thế nào con ạ. Mẹ nói đúng rồi đấy. Anh hứa với em, từ bây giờ anh sẽ yêu thương và chăm sóc em. Anh sẽ không bao giờ để em buồn nữa. Anh xin em, về với anh nhá. Được rồi, nhưng mà đấy là vì mẹ. Còn việc tha lỗi cho anh thì em còn phải xem biểu hiện của anh nữa. Anh hứa với em là anh sẽ thay đổi. Này, là đàn ông ý, hứa được là phải làm được đấy nhá. Dạ vâng, con biết rồi mà.